Chào Hoàng Vũ nha. Hello, chúng mình chào bạn Hoàng Vũ. Hello, chào Hoàng Vũ. Wow. Vào giật mình luôn. Không ngờ nhiều đứa đang chưa làm gì cả. Chào Đỗ Mạnh Hiếu, chào Hoàng Zin. Chào Nguyễn Lê Thủy, chào Lan Nhi, chào Gia Huy, chào Ngọc Ngọc, chào Vương Đông. Chào Anh Thư, chào An Nhiên. Chào Dưa Hấu, hello chào cả nhà nhá. Hello. Hôm nay có một chút trục trặc ấy, thế nên là thầy phải vừa ngồi thầy chỉnh lại máy đến bây giờ thì mới ổn. Hello chào Gia Huy, chào Lê Kiều Mỹ, chào Nguyễn Đạt. Thầy phải xét lại máy nãy đến giờ bây giờ mới gọi là tạm ổn đấy. Các em nhìn thấy hình ảnh có sắc nét không ạ? Và Rồi. nghe thấy thầy có rõ không? Các em nghe thấy giọng thầy thế nào ạ? Có ổn không ạ? Ở cái comment cái là em nghe thấy ạ à, để thầy nhìn thấy các em nào. Comment một cái là em nghe thấy ạ à, để thầy nhìn thấy. Hello chào Phùng Thị Hồng Loan. Hello chào Bùi Yến Nhi. Yến Nhi ơi, đây là của đội 2K2 rồi. Yến Nhi đi là lạc đàn rồi, lạc đàn bị bắt cóc đấy. Hello chào Lê Văn Sơn, chào Huy Trần, chào VT Diệu. Hello chào cả nhà. Chào Lan Anh, chào Chúp Chúp, chào Nguyễn Lộc ạ. Hello chào cả nhà. Hello. Đợi thầy một chút xíu. Hello, chào Duy Trọng, chào Dưa Hấu. Hôm nay chúng là 2K2, chào Hoa Minh. Chào Trần Hải Yến, chào Nguyễn Lộc. Hello, chào cả nhà. Hôm nay chúng mình sẽ live giải full cái đề chuyên Hùng Vương Vũ Thọ lần 3, 40 câu. Hôm nay chúng mình sẽ giải 2K3 là vào tối thứ 3, tối thứ 4, tối thứ 7 nhé em. 2K3 là vào các tối thứ 3, tối thứ 4, tối thứ 7 nhé. Em cố gắng chú ý theo dõi lịch nhé. 3, 4, 7 là của 2K3. Ok chưa? Khổ lắm, bọn 2K3 nó cứ hỏi 2K3 lại lạc vào đây nhỉ. Hello, hôm nay chúng ta giải full nhé. Hôm nay chúng ta sẽ giải full cái đề này. Ok ạ. Rất mong các bạn đã và đang theo dõi video livestream thì giúp chú Minh là share video livestream này về tường và tag các bạn bị mất gốc vào trong video livestream này ạ. Ok ạ, 2K3 nghe rõ chưa? Ủa, cảm ơn nhá. Cảm ơn rất nhiều, cháu đang tag rất nhiều bạn vào đây rồi. Ok, thank you cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã và đang ủng hộ chú Minh ạ. Ok. Cảm ơn cả nhà nhá. Bạn nào mà share nữa thì thật sự là cực kỳ cảm ơn các bạn luôn ạ. Bạn nào mà share nữa thì cực kỳ cảm ơn các bạn luôn ạ. Ok ạ. Thank you các bạn đã và đang theo dõi buổi livestream ngày hôm nay của chúng mình. À, có bạn nào chưa có đề ngày hôm nay không nhỉ? Có bạn nào chưa có đề ngày hôm nay không? Thì ấn lên cái để chúng mình cho đề nào. Hello, có cháu nào chưa có đề ngày hôm nay không? Nhanh giải full đấy ạ. Giải full là căng phết. Có bạn nào chưa có đề ngày hôm nay không? Là ní. Bạn nào chưa có đề ngày hôm nay không? Ới lên cái để chúng mình gửi cho cái đề này.
Đề ngày hôm nay ạ. Chó nào chưa có đề ngày hôm nay không ạ? Xem là những chó nào chưa có đề ngày hôm nay ở các chúng mình gửi đề cho. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Đâu rồi. Đề. Những bạn nào chưa có đề ạ, những bạn nào cần đề ngày hôm nay ạ? Gửi đề luôn. Sáng nãy vừa làm cái đề xong. Ồ. Ồ. Đây rồi. Đề chuyên Hùng Vương rồi. Đề chuyên Hùng Vương này. Máy với chả móc ạ. Khổ lắm. Chào cả nhà. Lấy cái đề chuyên Hùng Vương cho cả nhà cũng khó. Đây rồi. Ok. Bạn nào chưa có đề cần lấy đề thì điểm danh cái nhỉ, để chú gửi đề cho nhỉ. Hello, chào cả nhà. Hôm nay chúng mình sẽ chữa với các cháu đề chuyên Hùng Vương Vương Ngọ lần 3 full hết 40 câu ạ. Có bạn nào cần đề không ạ? Đây, Hoạt Công Lê cần đề đây. Hoạt Công Lê cần đề chấm cái chúng mình gửi cho nhá. Đây. Ồ, cháu này. Cháu này chẳng có bài xe mà cũng chẳng có bài đăng, thế thì không có gửi được. Ok. Đây cháu Lưu Thương. Nhưng mà phải xe, xe để làm gì ạ? Xe để nếu mà chẳng may chúng mình không gửi được tin nhắn cho cháu thì chúng mình còn gửi được dưới bài xe. Đây rồi. Công Thương này, xe rồi. Gửi đề luôn cho Công Thương này. Đây gửi đề nhá. Gửi đề. Ok đấy, để chuyên Hùng Vương á. Ok. Ok. Các cháu nhớ nhanh tay share video livestream lại về tường nhá, xong rồi là comment đáp án xuống phía dưới nhá. Share video livestream lại về tường xong comment đáp án xuống phía dưới xem nào. Tặng quà gì nhỉ? Hello chào Chiến Nguyễn Công. Hello chào cả nhà. Nay là một video livestream không có chém gió ạ. Nay là một video livestream không có chém gió ạ, chỉ có tặng quà thôi ạ. Chúng mình xin phép là tặng quà cho 20 cháu comment nhanh nhất đáp án câu số 1 ạ. Khi nào chúng mình hỏi thì mới comment ạ. Chúng mình xin phép tặng quà đầu buổi livestream cho 20 cháu comment đáp án nhanh nhất câu số 1, câu số 41 ạ. Chỉ 20 cháu comment nhanh nhất đáp án câu số 41 thì sẽ nhận được quà của chúng mình ạ. Tóm tắt ạ. Những cháu nào cần thì inbox cho chú Bình nhá. Đây ạ. Cháu nào cần đề thì inbox cho chú Bình hoặc là muốn đăng ký khoa học thì cũng inbox cho chú Bình nhá. Hello chào Vũ Quang Huy. Ô không, cháu nào cần đấy inbox cho chú Bình. Chú Bình ở đây tí chú Bình gửi link đề cho. Hello chào cả nhà. Cả nhà tối nay sẽ học cái buổi đề chuyên Phụ Thu Họ lần 3 để chuyên Hùng Vương chữa full ạ, chữa full 40 câu ạ. Rất là mong muốn các bạn đã và đang theo dõi video livestream này giúp chú Minh share video livestream lại về tường. Giúp chú Minh ơi choáng quá. À, hôm nay không có đèn bằng sắt. Đèn này phải sáng này, nó mới đẹp. Ok. Giúp chú Minh share video livestream lại về tường ạ và comment đáp án xuống đây ạ để chúng mình tặng quà. Hello chào An Nhiên. An Nhiên này share chưa? An Nhiên share rồi, gửi quà cho An Nhiên này. Gửi quà cho anh. Ồ, vừa nãy chú Bình tưởng là không, hôm nay không like được cơ. Đấy, gửi quà món quà tóm tắt lý thuyết hóa 12 cho An Nhiên. Tại vì là ngồi nãy ngồi chỉnh máy mãi. Ôi ngồi chỉnh máy mãi, lâu 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 không chỉnh máy mà ngồi chỉnh máy mãi cuối cùng mới like được lại cho các cháu. Lộc Dúi thì chưa xe rồi, chưa xe chưa có quà cho ạ. Hello chào Nguyễn Văn Đông ạ. À, các cháu nhanh tay share video livestream lại về tường và tag giúp chú Minh các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này để nhận quà của chú Minh nhá. Chú Minh xin phép chú Minh tặng quà cho 20 cháu đầu tiên sau chú Minh mới bắt đầu vào dạy ạ. Ok. Hello chào Hồng Nhung nhá. Hello chào Hồng Nhung. Hồng Nhung xe chưa? Hồng Nhung chưa xe chưa có quà rồi cháu ơi. Hello chào Vũ Quang Huy. Vũ Quang Huy xe chưa đây? Vũ Quang Huy xe chưa? Vũ Quang Huy chưa xe không có quà cháu ơi. Hello Vũ Quang Huy. Hello chào Hoàng Zin. Comment đáp án nhưng mà phải xe video live stream về tường ạ. Hoàng Zin chưa xe ạ, chưa có quà. Hello chào Nguyễn Đức ạ. Nguyễn Đức xe chưa? Nguyễn Đức chưa xe chưa có quà. Cần đề thì inbox cho chú Nguyễn Đức Duy nhá. Inbox cho chú. Hello chào Lê Hiền. Lê Hiền xe chưa? Lê Hiền xe chưa? Lê Hiền xe rồi, gửi quà cho Lê Hiền luôn đây. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ, là có quà luôn ạ. Ok, thank you tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi live stream ngày hôm nay chúng mình. Hôm nay là buổi live stream mà chúng mình chữa full 40 câu để chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 3. Nhớ là 40 câu ạ, 40 câu với cách hack đề của chúng mình ạ thì nó kinh khủng như thế nào ạ. Ok, dĩ nhiên rồi bởi vì chúng ta phải hack đề thật nhanh chứ chúng ta không thể nào là 3 tiếng chữa xong một cái đề được bởi vì như vậy nó không được ổn một chút nào cả. À, bởi vì đi thi chúng ta chỉ có 50 phút thôi ạ. Thì chữa đề ở đây thì coi như là chú còn giảng cho các cháu hiểu nữa nên là nó sẽ cỡ khoảng độ tầm 1 tiếng rưỡi.
Ok, cảm ơn cháu Trân Đỗ đã tổ chức xem chung với cái buổi học live ngày hôm nay của chúng mình ạ. Cảm ơn tất cả các cháu ạ. À, cái lời động viên của các cháu chính là cái việc mà các cháu comment đáp án thật nhiều cũng như là tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video livestream này ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cũng như là share cái video livestream của chúng mình. Đây này, có cháu hỏi là thầy phát cái đề hôm nay mấy giờ live, bây giờ live chính Nguyễn Công nhá. Chính Nguyễn Công tag các bạn vào đây nhá. Hello chào Xuân Bình ạ. À, chúng mình chỉ còn qua ta tặng quà cho thêm hai cháu nữa thôi ạ. Comment mãnh liệt vào ạ. Và share video livestream lại về tường ạ. Nhớ rằng là kết thúc câu số 1 thì chúng mình sẽ lại tặng quà ở câu số 10. Nên là mà ở câu số 10 chúng mình chỉ tặng quà cho những cháu nào mà hay comment đáp án nhiều nhất và share video livestream lại về tường ạ. Chứ những cháu nào mà comment mà không share thì còn cháu Lan Hoa thôi ạ. Tặng nốt quà cháu Lan Hoa mình bắt đầu vào học. Cù thì Lan Hoa chưa share, chưa share chưa có quà. Ok, mình bắt đầu học nhá. Ok. Hello chào cả nhà. Hello, chào cả nhà. Nhớ là phần quà tiếp theo sẽ ở câu số 50 nhá. Hôm nay chú Bình xin phép sẽ hướng dẫn cho các cháu chữa full cái đề thi của chuyên Hùng Vương Phú Thọ lần 3. Hôm nay chúng ta sẽ chữa full 40 câu. Ok ạ. Hãy share video này bởi đây là một video free ạ, và giúp chú Bình tag các bạn mất gốc vào trong video này, bởi vì những câu đầu tiên là những câu chống liệt ạ. Câu số 41 nhá. Câu số 41. Ok, chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất ạ? Chất nào sau đây có nhiệt độ sôi cao nhất ạ? Các bạn cùng comment đáp án xem là đáp án gì ạ. Thực ra thì cái phần mà nhiệt độ sôi cao nhất này thì các bạn cũng rất hay dễ bị sai, hay dễ bị nhầm lẫn ạ. À, sáng nay có cháu của chúng mình tô CH4 ạ. Vâng ạ. Đây, cháu này rất là ngây thơ ạ. Ok, rất là khổ ạ. Thế thì đáp án nào là đáp án đúng ạ? Câu 41 ạ. Đáp án nào là đáp án đúng ạ? Ở đây các cháu cần nhớ chúng mình này. Axit luôn nhiệt độ sôi cao nhất lớn hơn phenol. Được chưa? Phenol lớn hơn nước. Nước lớn hơn ancol. Và ancol thì lớn hơn hydrocarbon. Ok chưa? Vậy đây axit là cao nhất. Đây hỏi cao nhất. Vậy trong này có axit này, có ancol này, có ete này. Vậy thì axit là cao nhất. Đáp án đúng là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng là đáp án A, đừng bị nhầm nhé. Câu 42 là một cái câu hỏi mức độ cực kỳ dễ dàng ạ. Câu này là câu cho điểm ạ. Thế nhưng mà các cháu cũng có nhiều cháu bị nhầm lắm ạ. Bởi vì làm sao ạ? Nhầm là bởi vì mắt lé. Nhiều cháu mắt nó lé cực. Nó đọc là etin acetat rồi thì nó vẫn còn tô được là nó vẫn tô được đáp án D ạ. Thế mới nhục chuyện. Etinacetat là anh nào các cháu? Là đi từ CH3COOC2H5 ạ. CH3COOC2H5 thì đáp án phải là đáp án gì ạ? Đáp án C ạ. CH3COOC2H5 nhá. À, hoặc người ta cũng có thể là ghi lại như thế này cho các cháu bị chết này. C5OOC CH3 thì anh viết ngược để các cháu phải cẩn thận nhá. Tránh toang nhá. Ok, đọc thật kỹ vào. Nhìn thật kỹ, đọc thật kỹ nhá, học cùng chú Minh. Ok ạ. À, nhớ cùng comment đáp án với chú Minh nhá. À, hãy share video này bởi đây là một video free ạ, giúp chú Minh tag các bạn bị mất gốc vào đây ạ. Bởi vì những cái câu đầu những câu chấu chú Minh giúp các cháu chống liệt. Ok, câu 43 ạ. Câu 43 nào. Dung dịch loãng dư nào sau đây tác dụng với kim loại sắt tạo thành muối sắt 3? Dung dịch loãng dư yêu cầu là loãng dư ạ. Thế thì sắt mà tác dụng HCl thì tạo thành sắt 2 ạ. Toang ạ. Đúng không ạ? Sắt mà tác dụng H2O4 loãng thì tạo thành sắt 2 ạ. Toang ạ. Sắt mà tác dụng FeCl3 cũng tạo thành sắt 2 ạ. Toang ạ. Vậy chỉ có anh nào thôi ạ? Chỉ có anh sắt tác dụng với HNO3 thì HNO3 mới đưa sắt lên số xóa cao nhất được ạ. Và số xóa cao nhất của sắt là sắt dương 3. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. Ok ạ. Câu 44 ạ. Nhiệt phân hoàn toàn FeOH2 lần. Chúng mình nghĩ rằng là các cháu hoàn toàn biết được những cái câu này đáp án gì. Nên là rất là mong muốn để mà học cái buổi lý thuyết này thật là tốt cùng chú Minh. Thì các cháu là vui lòng cùng comment đáp án xuống dưới đây ạ. Để mà chúng ta xem là chúng ta làm đúng hay là chúng ta làm sai nhá. Câu số 44 này. Nhiệt phân hoàn toàn FeOH2 lần trong không khí đến khối lượng không đổi thì thu được chất rắn là gì? Thì nhiệt phân FeOH2 lần thì chúng ta thu được Fe2O3. Đúng không ạ? Trong không khí mà thì nó có oxy. Nên nó sẽ biến thành Fe2O3 các cháu nhé. Vậy đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án B các cháu ạ. Rất nhiều cháu toàn ở những câu như thế này ạ. Những câu cực kỳ dễ dàng như này nhưng mà rất nhiều bạn làm từ câu số 41 cho đến câu số 60 sai mất của chúng mình 4 câu rồi. Như vậy là hoàn toàn không ổn một tẹo nào. Bởi vì làm sao? Bởi vì các cháu cứ ở trong cái tâm thế là ôi trời ơi dễ mà biết rồi cần gì phải làm. Như vậy là toang thực sự luôn nhé. Các cháu cần chú ý nhé. Hết sức để ý những cái câu như này của chúng mình. Ok, câu số 45 ạ. Câu số 45 đáp án gì ạ? Trong tự nhiên canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước được gọi là gì ạ? Được gọi là gì ạ? Rất nhiều cháu nghĩ là đá vôi ạ. Đá vôi là xe CO3 toang ạ, không phải đâu ạ. Thạch cao nung ạ, chỗ này chúng mình có nhầm ạ. Thạch cao nung ạ. Thạch cao nung là CaSO4 ngậm một nước ạ.
ngậm một nước nó là thạch cao nung ạ, vẫn toang ạ. Bô-xít là gì ạ? Al2O3 ạ, cũng toang ạ. Gì ạ? Đây ạ, muối ngậm nước này nó phải là gì ạ? Thạch cao sống. Thạch cao sống nó có tính nhão nhuyễn nhé. Được chưa? Không giữ nước nên là không ai bao giờ là sử dụng thạch cao sống để mà bó bột đâu các cháu nhé. Chú ý nhé, cẩn thận đấy. Thạch cao sống. Ok, sang câu số 46. Để xử lý chất thải ạ. Chất thải có tính axit ạ. Chất thải thì có bán được tiền không ạ? Chất thải không bán được tiền ạ. Thế mà nó chất thải nó có tính axit này, bây giờ mình phải xử lý nó. Thế thì người ta sẽ phải xử lý để làm sao cho tốn ít tiền nhất, các cháu chú ý nhé. Tốn ít tiền nhất thì chất đến nó phải rẻ nhất đấy. Được chưa? Và người ta thường dùng gì ạ? Thường dùng một chất mà rẻ và có tính kiềm nhá. Rẻ mà có tính kiềm thì giấm ăn là CH3COH, nó có tính axit, thế này nó càng axit, vứt. Có ai đổ muối ăn vào đâu ạ? Chẳng ai thừa hơi ạ, đi mua muối ăn đổ vào chất thải ạ, vứt luôn tiếp ạ. Phèn chua ạ, phèn chua, phèn chua để làm trong nước ạ. Không ạ. Ở đây chúng ta phải sử dụng anh gì ạ? Nước vôi trong CaOH hai lần, anh này vừa có tính kiềm mà lại vừa cực kỳ rẻ tiền. Ok các cháu chú ý nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã share video này của chúng mình lại về tường ạ, và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây vậy ạ. Đấy, phần kiến thức này rất rất hay ạ. Đây là một cái đề rất là hay nên là chúng mình rất muốn là chữa cho tất cả các cháu cùng được học đấy ạ. Ok, câu số 47 ạ. Chúng ta sang câu 47 nhé. Dung dịch chất no nào sau đây? Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh ạ? Quỳ tím chuyển màu xanh. Làm quỳ tím chuyển màu xanh thì nó phải là tính gì ạ? Tính bazơ. Đúng không? Vậy anh này tính axit, vứt, chuyển màu đỏ cơ ạ. Anh KCl là tính trung tính, vứt tiếp ạ. Anh Na2SO4 cũng là tính trung tính, vứt tiếp ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ các cháu? Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. NaOH, anh này là tính kiềm hóa. Ok. Ok, dễ không ạ? Cực kỳ dễ ạ. Câu 48 ạ. Công thức hóa học của phèn chua là. Các cháu chú ý nhá, hôm nay chú Minh sẽ chữa full hết 40 câu nên là hãy làm gì đó để cổ vũ chú Minh nào. Bạn nào chưa like thì nhớ like video này đi nhá. Để cổ vũ chú Minh, để chú Minh có thể đủ động lực để chữa hết được 40 câu ạ. Bạn nào chưa share nhớ share nhá. Hôm nay chữa căng đấy, full 40 câu với skill cực kỳ kinh đấy. Ok, câu thứ hai của phèn chua. Phèn chua thì nó phải là muối của kali ạ. Đây muối NH4 vứt ạ, muối li ti vứt ạ. Được chưa? Muối natri vứt ạ. Tất cả A, C, D này tất cả nó đều chỉ là phèn thôi ạ. Đúng chưa? Phèn nhôm thôi ạ. Còn Ib này có kali vào thì nó mới là phèn chua, các cháu nhớ nhé. Hoàn toàn phèn chua chúng ta còn được viết một dạng dưới dạng công thức nữa, công thức thu gọn của nó là AlkAlSO4 hai lần ngậm 12 lần nước, các cháu nhé. Chú ý có hai cái dạng công thức của phèn chua. Ok chưa? Ok. Thank you các cháu ạ. Vừa nãy thì có cháu hỏi là mất gốc ạ. Mất gốc thì học lên được, mất gốc thì cứ học chú Minh là lên lại được hết. Ok. Mình sang câu tiếp theo ạ, câu số 49 ạ. Eo ơi, câu này dễ không ạ? Câu này có đúng là câu cho điểm không ạ? Câu số 49 này, công thức phân tử của benzen là. Khi đề bài hỏi chúng ta công thức phân tử của benzen là thì có nghĩa là ý của đề bài ở đây là ta cho mày 0,25 điểm đấy ạ. Thế mà vẫn có nhiều đứa nó tô sai câu này ạ. C6H6 đúng không các cháu? Ok. C6H6 ạ. Dễ không ạ? Sang câu 50 nào, câu 50 ở phần này có quà đấy ạ. Phần tặng quà chỉ được áp dụng khi và chỉ khi chúng mình đọc sang câu số 50 và cháu nào comment đáp án nhanh nhất thì cháu đấy sẽ nhận được quà. Câu số 50 ạ, chúng mình chờ đợi những 10 cháu comment nhanh nhất đáp án ạ. Và không ngừng nghỉ comment đáp án từ nãy đến giờ ạ. 10 cháu thôi ạ, chỉ có quà dành cho 10 cháu thôi ạ. 10 cháu comment đáp án nhanh tay nhất ạ. 50 đáp án gì ạ các cháu? 50 nào. Nhớ rằng là chúng mình chỉ tặng quà cho 10 cháu comment nhanh nhất. Và hôm nay chú Minh sẽ bước 1 là share video livestream lại về tường, bước 2 comment đáp án. Hôm nay thì chú Minh sẽ giải full 40 câu ạ. Ok ạ. Câu 50 cơ ạ, chú Minh đang cần đáp án câu 50 ạ. Rất nhiều bạn đang rất là tích cực comment nhưng mà toàn là comment câu 49 thôi ạ. Chú Minh cầu là cần câu 50 cơ ạ. 50 đáp án gì ạ? Không biết là các cháu đang comment đáp án câu nào đây ạ. Ghi rõ cột đề này, Nguyễn Đức đây này, 50C này. Cháu đầu tiên comment đáp án là cháu Nguyễn Đức, nhưng cháu Nguyễn Đức chưa share video live stream chúng mình nên chưa có quà. Cháu thứ hai là cháu Trâm Đỗ. Trâm Đỗ đã share video live stream của chúng mình nên cháu Trâm Đỗ có quà. Gửi quà luôn cho cháu Trâm Đỗ ạ. Ok. Ok, cháu Trâm Đỗ đã có quà. Ok. Cháu thứ ba là cháu Dung Nguyễn ạ. Cháu Dung Nguyễn đã share video live stream chúng mình chưa? Cháu Dung Nguyễn share video live stream chúng mình rồi nên gửi quà cho cháu Dung Nguyễn ạ. Dung Nguyễn Bắc Giang, mấy nữa chúng mình chưa để Bắc Giang đấy. Dung Nguyễn nha. Ok, cháu Dung Nguyễn ạ. Ok, cháu Phùn Thị Kim Oanh. Sao lại có họ Phùn luôn? Cháu Phùn này, cháu này đã share video live stream của chúng mình rồi. Gửi quà cho cháu Phùn Thị Kim Oanh luôn ạ. Ok, gửi quà cho cháu Phùn Thị Kim Oanh luôn. Nhá, đấy tóm tắt toàn bộ chương trình lớp 12 luôn. Ok, chào cháu Tài ạ. Cháu Tài đã share video live stream ạ.
Tài xe chưa? Tài xe video live stream rồi. Gửi quà cho cháu Tài luôn ạ. Ok. Đấy các cháu nhớ nhá, các bước để nhận quà rất đơn giản thôi ạ. Bước 1 xe video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án ạ. Cháu Cao ạ. Cháu Trần Văn Cao. Hello, chào Cao. Ô Cao thi xong rồi mà Cao. Cao thi xong rồi, Cao đỗ đại học rồi còn lấy cái gì nữa. Thằng cu Cao là người chưa học offline chúng mình đấy ạ. Thằng này suốt ngày tán gái thôi nhưng mà cuối cùng nó cũng đỗ đại học. Chúng mình độ nó đỗ đại học đấy ạ. Hello, chào Phạm Ngọc Khánh nhá. Hà Phạm Ngọc Khánh, học sinh học offline của chúng mình đây. Gửi quà cho Khánh. Ok, Khánh đã share video live stream chúng mình đã về tường nên gửi quà cho Khánh. Hello, chào Đặt Còi Lưu Lưu. Hello, chào Đặt Còi Lưu Lưu. Đặt Còi Lưu Lưu chưa share video live stream, chưa có quà. Hello, chào Dân Dương. 50 các con vợ ơi. Hello, chào Dân Dương. Con vợ nhưng Dân Dương chưa share thì cũng không có quà. Hello, chào Quang Đạo. Chúng mình chỉ tặng quà thêm cho hai cháu nữa thôi. Quang Đạo chưa share video live stream, chưa có quà. Hello, chào Vũ Minh Hiếu ạ. Vũ Minh Hiếu share video live stream chưa? Vũ Minh Hiếu cũng chưa share video live stream, chưa có quà. Hello, chào Tài ạ. Tài share video live stream chưa? Tài share rồi, vừa tặng quà Tài xong rồi. Hello cháu Huy Hoàng, nốt cháu này nữa. Nốt cháu Huy Hoàng nữa thôi ạ. Cháu Huy Hoàng chưa share video live stream, cháu này chưa có quà. Các cháu ơi, chúng ta lại gặp lại ở câu số 60 nhé. Chúng ta lại gặp lại câu số 60 nhanh ý mà. Game nó rất là nhanh thôi. À, chúng mình sẽ liên tục tặng quà cho 10 cháu comment đáp án nhanh nhất và nhiệt tình nhất các câu từ trước đến giờ để chúng mình thuộc tên ạ. Hãy comment đáp án và thêm một cái câu gì đó thú vị để chúng mình đọc lên đây, để chúng mình nhớ được tên. Ok. Nào, ví dụ như là em xinh lắm hoặc em đang cần có người yêu chẳng hạn. Ok. Sang câu số 50 nhá. Câu số 50 ạ. Phản ứng nào sau đây có phương trình ion thu gọn là H cộng cộng với OH trừ để tạo thành nước ạ? Phương trình ion thu gọn này là một phần kiến thức ở học lớp 11 nên là có rất nhiều cháu bị quên ạ. Chúng ta lưu ý ở trong phương trình ion thu gọn thì nó sẽ tồn tại cả thằng kết tủa, nên ở đây có BaF4 mà đây không có BaF4 nên là toang đáp án A. Ở đây có FeH3 lần kết tủa nhưng mà trên này không có FeH3 lần toang ạ. Ở đây con HCO3 trừ là chất điện ly yếu ạ, nhưng trên này không có, vậy toang nốt. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Đây này, OH trừ cộng H cộng để tạo thành H2O. Ok, rất là dễ thôi ạ. Sang câu số 51 ạ. Câu số 51 không biết là đáp án gì các cháu nhỉ. Thủy phân chất béo ấy. Ui rồi, dễ thế. Chất béo ạ. Chất béo trong môi trường kiềm thì luôn tạo thành muối của axit béo và gì các cháu? Và glycerol ạ. Đáp án đúng là đáp án C ạ. Ui, câu này mà không làm là đúng nữa thì toang nhá. Câu 52 nào. Chất nào sau đây là polymer thiên nhiên ạ? Chất nào sau đây là polymer thiên nhiên ạ các cháu? Chất nào sau đây là polymer thiên nhiên? Cao su buna không phải đúng không? Tinh bột có polyethylene không và tơ visco không, vậy polymer thiên nhiên là tinh bột. Nghe cái tên là biết là thằng nào là thiên nhiên hay không rồi. Đúng chưa? Giống như kiểu là nghe cái tên Minh là biết là thông minh rồi. Đúng chưa? Câu 53. Số nguyên tử oxy trong phân tử của glucose. Ủa, cái game này cho điểm mà. Thực ra cái game này nó rất giống như là cái game mà đề thi tốt nghiệp rồi đúng không? Số nguyên tử oxy là mấy ạ? 6 ạ. Bởi vì là đề thi tốt nghiệp nên là điểm nó sẽ cao ạ. Câu số 54 ạ. Ở nhiệt độ thường dung dịch BaHCO3 lần loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? À, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. À, hãy share video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào trong video này ạ. Để bởi vì từ câu số 1, từ câu số 40 cho đến câu số 60 là những cái câu gì ạ? Những cái câu chống liệt ạ. Đấy các cháu nhìn thấy chống liệt luôn mà. À, loãng tác dụng được với dung dịch nào sau đây ạ? Anh này BaHCO3 lần thì chắc chắn không ăn KCl được ạ. Vứt ạ. Anh này không ăn được KNO3 cũng vứt ạ. Không ăn được NaCl. Thế nó ăn được Na2CO3 như thế này ạ. Ăn Na2CO3 để tạo thành BaCO3 cộng với NaHCO3 các cháu nhá. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C ạ, rất là dễ ạ. Đấy. Các cháu comment đáp án như là nguồn động lực để cho chúng mình có được cái nguồn năng lượng dồi dào hơn để có thể chữa những cái bài tập hay hơn dành cho các cháu. Câu số 55 ạ. Câu số 55 ạ. Để khử ion sắt 3 cộng thành trong dung dịch thành ion sắt 2 cộng ạ. Để khử ion sắt 3 cộng trong dung dịch thành ion sắt 2 cộng thì có thể dùng một lượng dư gì ạ? Thế thì có nghĩa là cái thằng này nó phải có tính khử mạnh đúng không? Vậy ở đây mình có này, magie nhá. Magie cộng với sắt 3 cộng được, các cháu nhìn nhá. Magie cộng với sắt 3 cộng thì về thành magie 2 cộng cộng với sắt 2 cộng. Nhưng ở đây nói từ dư ạ. Magie mà dư thì nó lại đớp tiếp sắt 2 cộng để về magie 2 cộng cộng sắt ạ. Tưởng là ngon nhưng mà lại khoai không tưởng ạ. Vứt cháu này đi ạ. Cháu này không làm ăn được gì đâu ạ. Nhá. Số khổ thế, tưởng là ngon nhưng mà lại thành là ngon không tưởng, đúng không? Nào, để chúng mình lấy thêm cái giấy nữa về cho các cháu. Ok. Thế vậy xem nào. Đồng thì sao ạ? Đồng ăn với lại sắt 3 cộng
thì chỉ có về sắt 2 cộng cộng với đồng thôi, và đồng mà có dư thì cũng chỉ có vậy thôi ạ, bởi vì đồng không ăn được sắt 2 cộng ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B ạ. Thế còn kim loại bari thì sao ạ? Bari thả vào nó tác dụng với nước trước ạ, bạc thì không tác dụng ạ. Ok, vậy thì đáp án đúng chúng ta là đáp án B các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B ạ. Ôi câu 56 này. Rồi game dễ dàng men chưa? Game này dễ dàng man luôn. Câu 56 cho dãy các kim loại, số kim loại kiềm trong dãy là, số kim loại kiềm trong dãy là, vậy ở đây chúng ta phải nhớ được cái câu gì của chúng mình ạ? Lâu nay không rảnh chơi phây ạ. Đây là dãy chuỗi các kim loại kiềm. Đấy, có liti, natri là kim loại kiềm. Vậy chúng ta chỉ có mấy thôi ạ? Hai thôi ạ. Game cực kỳ dễ ạ. Câu 57 ạ, câu 57 ạ. Cá có mùi tanh do có chứa một số amin như trimethinamin. Trimethinamin ở chỗ này, CH3N, CH3, CH3. Để khử mùi tanh của cá thì nên rửa cá với, thì chúng ta phải hiểu nhá. Anh trimethinamin này nó có tính gì ạ? Anh trimethinamin này, thằng này nó có tính bazơ. Nó có tính bazơ. Bởi vì nó có tính bazơ nên muốn khử được mùi tanh của nó, chúng ta phải sử dụng một thằng mà có tính axit. Vôi tôi là xe hôm nay lần chẳng ai bao giờ đi ngâm cá với vôi cả, vứt hết đúng không? Đường chúng ta cũng chưa bao giờ thấy ngâm cá với đường, ngâm cá với muối thì có, nhưng mà chẳng phải là giúp để làm khử mùi tanh, mà làm để khử mùi tanh là phải rửa qua gì ạ? Giấm ăn ạ, CH3COH ạ. Đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B bỏ các cháu nhé. Đấy nhá, các cháu gái rất phải chú ý để mà sau này về nhà chồng nhá, là biết đường là để khử mùi tanh thì phải là sử dụng giấm ăn. Tiện đây là dạy cho các cháu là con gái, mà nếu mà thi trượt thì là hoàn toàn là có thể là đi về nhà mẹ chồng thì dù sao vẫn giỏi hóa đúng không? Vẫn hơn đúng không? Câu 58 ạ. Chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH, vừa phản ứng với dung dịch HCl là gì? Vừa phản ứng với NaOH, vừa phản ứng HCl. Vậy thì nó phải là lưỡng tính đúng không? Al243 3 lần không. AlCl3 không. NaAlO2 không. Vậy chỉ có anh nào thôi ạ? Al2O3 là oxit lưỡng tính ạ. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Đấy. Dễ không ạ? 59 các cháu ơi. Ủa ấy. 59 ạ. Ngon lành cành đào chưa ạ? Cho các khí sau, khí bị hấp thụ khi dẫn qua dung dịch NaOH là, NaOH có tính kiềm. Vậy dẫn qua NaOH thì nó sẽ tác dụng với thằng CO2 là một, oxy vứt, nitơ vứt, hiro vứt. Vậy là mấy ạ? Một thằng. Vậy nó là gì ạ? CO2 thôi ạ. Wow, dễ không hả các cháu? Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi video livestream hôm nay của chúng mình ạ. Hãy share video livestream này, bởi đây là một video livestream free ạ, và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Ok ạ. Nếu như bạn mất gốc nào mà muốn lấy 67 ạ, đây là đến mức 67 cộng đây rồi ạ. À, quên mất tí, quên mất là câu số 60 này là một cái câu mà tặng quà. Nên là chúng mình sẽ tặng quà cho 10 cháu nào share video livestream của chúng mình lại về tường và comment đáp án nhanh nhất ạ. Câu số 60 ạ. Share video livestream của chúng mình lại về tường và comment đáp án nhanh nhất ạ. Chúng mình đang chờ đợi đấy ạ. Lê Thị Liễu 593. ST Kiều Mai. Vừa nãy thì có cháu hỏi là lấy đề ở đâu? Lấy đề ở thì inbox cho nick Vũ Tuấn Minh của chúng mình nhá. Đây này, chúng mình đã để cái từ là inbox cho chú để đăng ký khóa học đấy. Uống vội ngụm nước, dạy tiếp các cháu. 60 ở đây chúng mình thấy có thành lập top fan của chúng mình. Thành lập xe chưa? Đây thành lập xe rồi, đây gửi qua cho thành lập luôn. Đấy, đơn giản lắm ạ. Bước 1 share video livestream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án là có quà luôn ạ. Thành lập một cháu có quà. Hello chào cả nhà. Nhung Nguyễn này, ST Kiều Mai này, ST Kiều Mai chưa share chưa có quà ạ. Nguyễn Hân ạ. Nguyễn Hân ạ, Nguyễn Hân bị loát rồi. Đạt Nguyễn làm 60A. Đấy, comment làm chồng em cái là không loát được bình luận luôn. Đạt Nguyễn inbox cho chú để nhận quà nhá. Hello chào Minh Quân ạ, Minh Quân chưa share. Minh Quân chưa xe chưa có quà. Hello chào Phúc Hoàng. Phúc Hoàng inbox cho chú Minh để tí chú Minh gửi đề cho cháu nhá. Những cháu nào chưa có đề thì inbox cho chú Minh. Lúc nãy đầu buổi live thì gửi tặng đề thì không thấy vào, bây giờ mới hỏi đề. Hoặc là để cách nhanh nhất thì là chấm ngay ở trên fanpage của chú nhá. Hello chào Bùi Phương Nam. Hello chào Bùi Phương Nam ạ. Bùi Phương Nam chưa xe chưa có quà rồi. Hello chào Trung Nghĩa. Hello chào Trung Nghĩa, chào cháu. Chào cháu Trung Nghĩa. Trung Nghĩa xe rồi đây, gửi quà cho Trung Nghĩa. Bước 1 xe video livestream của chú Minh lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Đây là một video live stream free. Vì vậy nên là hãy share video live stream lại về tường ạ. Ok, chào Tài, Tài có quà rồi. Hello, chào Nguyễn Đức Duy nhá. Nguyễn Đức Duy share video live stream chưa? Nguyễn Đức Duy chưa share, chưa có quà. Hello, chào Lê Thắm. Lê Thắm share chưa? Lê Thắm share chưa? Lê Thắm chưa share, chưa có quà rồi. Các cháu ơi, các cháu nhớ bước 1 share video live stream chúng mình lại về tường. Bước 2 comment đáp án. Đây này,
Đấy, ví dụ như cháu Lan Trần này, cháu Lan Trần xe rồi này, gửi quà cho cháu Lan Trần luôn này. Đấy, gửi quà cháu Lan Trần luôn. Bước 1 xe, bước 2 comment đáp án ạ. Hello, chào Phan Hùng nhá. Phan Hùng xe video livestream chú Minh chưa? Phan Hùng chưa xe, Phan Hùng chưa xe chưa có quà đâu ạ. Hello, chào Bùi Giang, top fan đây. Chú Minh tặng quà, ưu tiên tặng quà cho các bạn top fan nhá. Top fan xe rồi là tặng quà luôn này. Bùi Giang top fan này, tặng quà cho top fan của chú Minh này. Hello, chào Bùi Giang. Ok, tiếp tục này. Phương Thảo top fan này, tặng nốt cho cháu Phương Thảo top fan này, tặng thêm một cháu nữa thôi. Phương Thảo top fan xe rồi, gửi quà cho thương Phương Thảo top fan. Đấy, chú Minh sẽ ưu tiên tặng quà cho các cháu top fan mà để lên top fan là phải comment đáp án thật nhiều ạ. Hello. Phạm Hoàng ạ, nốt cháu Phạm Hoàng nữa thôi ạ. Phạm Hoàng CCCCC, Phạm Hoàng chưa xe, khổ thế. Tưởng là mình may mắn nhưng cuối cùng lại may mắn không tưởng. Ok ạ. Phần tặng quà sẽ sang đến câu 70 ạ, 70 với 10 cháu nhanh nhất ạ. Bây giờ mình sang chữa tiếp nha các cháu nha. Nào, câu số 60 ạ. Câu số 60. Cho các kim loại sau, kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là. Cho các kim loại sau ạ, kim loại có tính khử mạnh nhất trong dãy là kim loại nào ạ? Đố các cháu biết là kim loại nào đấy ạ. Mình phải đọc cái dãy gì ạ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt? Khi nào ba cần mua? Vậy ma dê đứng trước áo. Vậy kim loại mạnh nhất phải là C, ma dê. Ok. Câu 61 ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng? Phát biểu nào sau đây là đúng? Ok, phát biểu nào sau đây là đúng? Glucose bị thủy phân trong môi trường kiềm. Glucose là monosaccharide không bị thủy phân. Toang ạ. Saccharose được cấu tạo từ hai gốc alpha glucose này. Thế mà có thằng vẫn tô cái này đúng ạ. Úi dồi ôi, sac phải được cấu tạo từ gì ạ? Một gốc alpha glu và một gốc beta group ạ. Trong phân tử cellulose, mỗi gốc C6H15 có 3 nhóm OH tự do. Cái này chính xác. Nồng độ glucose trong máu người hầu như không đổi, khoảng 1% là sai, 0,5 ạ. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C ạ. Câu này chúng mình nghĩ rằng có khá nhiều cháu toang ạ. Câu 62. Câu 62 chúng mình có một cái skill đầu tiên đi ạ. Câu số 62 chúng mình có một cái skill đầu tiên dành cho các cháu đấy, các cháu chú ý nhá. Glucose và saccharose thì chú Minh quy đổi về carbon và nước ạ. Được không ạ? Bởi vì cả hai thằng này đều là carbohydrate mà, nên chú Minh quy đổi về carbon và nước. Thì cần oxy, số mol oxy bằng 4,48 chia 2,4 thì bằng 0,2 mol ạ. Vậy anh này chúng ta sẽ thu được CO2 và H2O ạ. Đề bài hỏi chúng ta là về khí CO2 thì các cháu chú ý nhá. Nước thì nó vẫn giữ nguyên là nước. Vậy là carbon tác dụng với oxy là tạo thành CO2. Vậy mình bảo toàn oxy đây là 0,2, vậy thằng này là 0,2. Ngay lập tức chúng ta tìm được số mol CO2 luôn ạ. Game này quá dễ ạ. 0,2 mà nhân 2,4 thì bằng 4,48 lít. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok ạ. Ok ạ. Câu số 63. Câu số 63. Tơ được điều chế từ phản ứng trùng hợp là. Nào, tơ được điều chế từ phản ứng trùng hợp là. Các cháu lưu ý nhé. Tơ được điều chế từ phản ứng trùng hợp ạ. Trùng hợp là gì ạ? Trùng hợp là phải ưu tiên phải có nối đôi ạ. Tơ tằm là từ nước bọt con tằm ạ. Được chưa ạ? Tơ visco là đi từ cellulose nhúng vào dung dịch CS2 ạ. Được chưa ạ? Ni lông 6,6 là trùng ngưng axit adipic và hexametylendiamin ạ. Vậy là chỉ còn gì thôi ạ? Tơ nitron ạ. Tơ nitron là anh vinin cyanua. CS2 nối đôi CHCN. Đây ạ, trùng hợp ạ, nhiệt độ, áp suất, xúc tác để tạo thành CS2 CHCN tất cả N lần ạ. Đây được gọi là tơ nitron các cháu ạ. Được chưa ạ? Vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Câu số 64 ạ. Câu số 64. Lại một câu game dễ dàng nữa ạ. Câu số 64 nào. Các cháu có biết làm câu này không ạ? Cháu nào biết thì làm đi chứ ạ. Hãy comment đáp án để chứng tỏ mình là người thông minh ạ. Ok. Câu số 64. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2. Số mol CO2 bằng 0,1. Vào số mol BOH là bằng 0,1 nhân 1,5 bằng 0,15 ạ. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có cái phương trình như sau ạ. Chúng ta sẽ có là OH trừ chia cho CO2 thì bằng bao nhiêu ạ? Số mol OH trừ bằng 0,15 nhân 2. 0,15 nhân 2 chia số mol CO2 là 0,1. Vậy ở đây cháu này nó bằng bao nhiêu ạ? 0,15 nhá, nhân với 2 là bằng 0,3. Được chưa? 0,3 chia cho 0,1 thì nó bằng là 3. Được chưa? Bằng 3, vậy 3 lớn hơn 2 và chứng tỏ tạo thành muối CO32 trừ và OH trừ. Ok không ạ? Vậy ở đây chúng ta bảo toàn là toàn bộ carbon trong này chui hết vào trong này là 0,1. Ok chưa? Vậy anh này là 0,1 cộng với lại Ba. Xem nào.
1,5 lít, 1,5 nhân 0,1 bằng 0,15 nhân 2 bằng 0,3. Đúng không? Anh này là 0,1 cộng với BA2 cộng là 0,15 thì sẽ tạo thành BaCO3 số mol là 0,1. Ok chưa? Ok chưa? 0,1 mà các cháu. 0,1 mà. Đúng không ạ? Đây ạ, các cháu nhìn kỹ xem ạ, đây là 0,1 nhân 1,5 là bằng 0,15 nhá. Số mol nó trừ là bằng 0,15 nhân với 2 thì bằng 0,3 này. Số mol CO2 bằng 0,1 với thằng 3. Vậy đây là 0,1 thì anh này phải là 0,1 chứ ạ. 0,1 mà nhân với 197 thì bằng bao nhiêu ạ? 0,1 nhân 197 thì bằng bao nhiêu ạ? 19,7 chứ ạ. 19,7 chứ ạ. Đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án gì ạ? Đáp án đúng của chúng ta nó phải là 19,7 chứ ạ. Không hiểu tại sao các cháu lại tô rất nhiều đáp án C ạ. 64 chúng ta phải là 19,7 chứ ạ. Ok ạ. 64 phải đáp án D chứ các cháu. Đúng rồi, ok D. Chính xác. 64 đáp án D chưa ạ? Làm chúng mình hoang mang quá. Làm chúng mình hoang mang quá. Hoang mang sợ tai á. Câu số 65 ạ. M gam. Câu số 65 ạ. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi video này của chúng mình ạ. Hãy giúp chúng mình share lại video này bởi đây là một video free ạ. Và giúp chúng mình tag các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây ạ. Câu số 65 ạ. Câu số 65 chúng mình có một skill cực kỳ kinh điển ạ. Gly ala Gly tác dụng ở đây có từ tác dụng vừa đủ. HCl số mol bằng 0,3 mol. Vậy cháu nó sẽ tạo thành thế này. Gly HCl và ala HCl. Được chưa? Bởi vì nó có cái nhóm CONH2 nên nó gắn HCl vào luôn. Ở bên này này, có hai thằng Gly, một thằng ala. Đúng chưa? Vậy ở đây chúng mình cứ đặt đi, đặt thằng này là amon. Vậy ở đây sẽ là 2A. Và một thằng ala là 1A thôi. Tới đây chúng mình đi bảo toàn HCl thì chúng mình sẽ có 0,3 sẽ bằng là 2A nhân 1 cộng với A. Vậy mình tìm được A bằng 0,1 ạ. A bằng 0,1 ạ. A bằng 0,1 phải hoàn toàn đến đây chúng ta tìm được khối lượng luôn các cháu nhỉ. Mình bấm máy tính luôn nhá. Mình có là 0,1 nhân với mở ngoặc đơn này 75 cộng 89 cộng 75 trừ đi có 2 liên kết peptide là trừ 2 nhân 18 ạ. 762, ui, gì to thế. 0,1. À đây 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 chúng mình cộng thiếu, chỗ này cộng thiếu. Ship đen cộng. Rồi, 20,3 đấy, một lần bấm máy tính lác mắt là to ai luôn. 20,3 phải đáp án đúng chúng ta là đáp án cờ 20,3. Rất là dễ dàng ạ. Game dễ lắm các cháu ạ. Ok, mình đã đến câu 65 rồi đấy. Đề chuyên Hùng Vương Phú Thọ câu 66 xem nào. 66 có gì đặc biệt không ạ? 66. Ui, để làm được những câu và lý thuyết này này thì chúng ta phải comment thật nhiều đáp án để mà chúng ta coi như là một lần chúng ta học thuộc luôn đấy các cháu ạ. Bởi vì đấy là cách học lý thuyết nhanh nhất. À, đề có 24 câu lý thuyết, thế là làm được 24 câu được 6 điểm rồi. Ngon lành cảnh đào luôn. Nhận định nào sau đây là đúng? Nhận định nào sau đây là đúng ạ? Máy tính của chúng mình học từ thời lớp 8 đấy ạ. Anilin làm giấy quỷ tím ẩm chuyển thành màu xanh. Anilin là anh C6H5 NH2. Thằng này là không làm quỷ tím đổi màu ạ. Vậy là loại đáp án A. Cái này trong tổng ôn chúng mình nói rất kỹ ạ. Tất cả các peptide đều tác dụng với CH2 lần cho hợp chất màu tím. Sai ạ. Nó phải là gì ạ? Nó phải là gì ạ? Cái này trong khóa căn bản chúng mình nói cực kỳ rõ ạ. Đây là phải gì ạ? Từ tripeptide trở lên gọi. Acid glutamic là thuốc hỗ trợ thần kinh. Cái này chính xác nhá. Tính bazơ của ammoniac mạnh hơn metinamin. Sai ạ. Bazơ ammoniac yếu hơn ạ. Vậy đúng của chúng ta là đáp án C các cháu nhé. Chính xác nhất của chúng ta là đáp án C ạ. Câu 67 nè. 67. 67. Khử hoàn toàn 32 gram. Khử hoàn toàn 32 gram. CuO. Vậy chúng ta tìm được số mol CuO bằng 32. 32 chia cho 80 thì số mol bằng 0,4. 0,4 mol CuO. Thành kim loại cần vừa đủ CO, CuO này. Cộng với lại CO này. 0,4 này để tạo thành Cu cộng với lại CO2. Game dễ dàng quá. Anh này là 0,4 và anh này là 0,4 ạ. 0,4 mà nhân với lại 2,4 thì bằng 8,96 lít đúng không các cháu? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. À, dễ dàng cành đào quá. Câu 68 này chú Binh gõ thiếu đề ạ. Chỗ này là nó còn cộng với lại thằng FeCl3 nữa. Được chưa? Vậy thì nhìn đây chúng ta biết được luôn ạ. NaOH cộng X để tạo thành FeOH2 lần. Vậy X này phải là Fe dương 2. Đúng không? Cháu này Fe dương 3 vứt. Vứt rồi. Vậy chỉ còn A với C thôi ạ. FeOH2 lần mà cộng với Y thì Y này phải có tính oxy hóa mạnh ạ. Nhìn này H24 đặc nóng, H24 đặc nóng thỏa mãn ạ. Cuối cùng ạ, Fe2S43 lần mà cộng với Z để tạo thành BaS số 4.
cộng FeCl3 vậy cháu Z này có ion Cl trừ. Đây ạ, cháu này có ion Cl trừ ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án à. Ui, dễ không ạ? Mấy điểm rồi các cháu? Ui, 7 điểm thôi. 7 điểm nằm gọn trong lòng bàn tay. Sang câu 69 ạ. Ui, nhưng mà thề với các cháu câu 69 này rất nhiều đứa làm sai nhá. Không phải đứa nào cũng làm đúng câu 69 này đâu ạ. Toang nhiều lắm ạ. Các cháu thử comment cho các cháu làm đúng không? Này, ối đứa làm sai đấy. Kết tủa vàng nhạt AgNO3. Vậy khi và chỉ khi nhớ cho chúng mình nó phải là bọn an một in. Sáng nay chúng mình dạy có đứa tô ethylene. Chết không? Offline của chúng mình luôn đi ạ. Tô ethylene. Chết không? Ở đây ạ, bút 2 in ạ. Đây bút 2 in, không có hydro linh động, không phải an một in, đây là an 2 in. Vứt. Buta 1,3 dien là cháu này ạ. Cũng không có liên kết 3. Vứt nốt ạ. Propin. Đây, đây này. Propin đây này. Các cháu nhìn rõ chưa? Hydro linh động cắm vào carbon chứ liên kết 3 nên tác dụng với AgNO3 tạo thành kết tủa màu vàng. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Eo ơi, không chơi với mấy đứa comment đáp án trước đâu. Không chơi với mấy đứa comment đáp án trước đâu nhá. Nào câu 70 nào. 70 bây giờ chúng mình đọc nên bây giờ chúng mình mới tính đến câu 70 ạ. Các cháu nhớ share video livestream lại về tường và comment đáp án câu 70 để nhận được quà của chúng mình ạ. Bây giờ chúng mình mới tính đi ạ. 70 ạ. Bây giờ chúng mình mới tính đến câu 70 ạ. Đứa đứa nào mà làm trước là đứa ấy bị loại luôn ạ. Comment có mà liên tục đi ạ. Ok ạ. Chúng mình đang đợi đáp án đầu tiên của câu 70 ạ. 70 đáp án gì ạ? Ok, thank you tất cả các cháu. Đây Văn Phi rồi. Thank you tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình bằng cách là share video livestream lại về tường. Văn Phi chưa share video livestream. Share video livestream lại về tường. Comment đáp án. Đây xem Quang Đạo, bảo Quang Đạo share rồi đây. Quang Đạo share rồi đây, gửi qua cho Quang Đạo. Bước 1 share video livestream lại về tường ạ. Bước 2 comment đáp án ạ. Ôi cháu này cùng quê Thái Bình chúng mình luôn. Thái Bình ạ. Hello chào cả nhà. Đây. Bạn Kane Kiken. Ui tên bạn này khó đọc quá đi. Đây cháu này cũng xe rồi. Gửi quà cho cháu luôn ạ. Chúng mình xin phép gửi quà cho 10 cháu ở câu 70 này ạ. Chúng mình xin phép gửi quà cho 10 cháu comment nhiệt tình nhất từ nãy giờ ạ. Rất nhiều cháu comment nhiệt tình ạ. Nguyễn Đức ạ. Hello chào Nguyễn Đức ạ. Nguyễn Đức xe chưa ạ? Nguyễn Đức xe rồi ạ. Gửi quà cho Nguyễn Đức ạ. Hôm nay chúng mình chữa full 40 câu nhá. Đến câu số 70 rồi. Nhá, hôm nay chúng mình chữa full 40 câu với các cháu luôn. Chiến nó phải chiến full cho nó máu. Ok. Chúng mình có tối chủ nhật là tối chữa đến 8 cộng dành cho bạn bị mất gốc và tối thứ hai là chữa full 40 câu luôn cho các bạn nào mà muốn lên siêu khủng lấy điểm 10. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu đã và đang ủng hộ chúng mình ạ. Share video live stream chúng mình lại về tường ạ và comment đáp án ạ. Trinh chưa xe ạ. Trinh chưa xe, chưa có quà. Trương Tuấn Hùng ạ. Trương Tuấn Hùng ạ. Trương Tuấn Hùng xe chưa ạ? Trương Tuấn Hùng xe rồi ạ. Xe rồi, gửi quà luôn cho chân Trương Tuấn Hùng này. Đấy, gửi quà luôn cho Trương Tuấn Hùng ạ. Các cháu nhớ nhá, bước 1 share video live stream lại về tường, bước 2 comment đáp án ạ. Hello chào Đặng Ánh ạ. Đặng Ánh xe video live stream chúng mình chưa? Đặng Ánh chưa xe, chưa có quà cháu ơi. Phạm Phương Thảo, Phạm Phương Thảo xe chưa? Chúng mình còn hai slot cho hai bạn nữa thôi ạ. Đây bạn Phạm Phương Thảo, bạn ấy xe rồi đây, gửi quà cho bạn Phạm Phương Thảo. Chúng mình còn hai slot cho hai bạn nữa thôi ạ. Ok ạ, cảm ơn tất cả các bạn đã và đang theo dõi video live stream chúng mình ạ. Đình Tố ạ, còn slot cho Đình Tố, liệu Đình Tố có nhận được slot này không? Đình Tố không nhận được rồi. Đình Tố chưa xe, rất tiếc. Huy Trần ạ. Huy Trần liệu có nhận được slot này không ạ? Huy Trần xe rồi, gửi quá buổi. Hello, chào Huy Trần. Gửi quà cho Huy Trần luôn đây ạ. Ok, là vui quá nhỉ, tặng thêm một cháu nữa. Tặng thêm một cháu may mắn của tối nay, Nguyễn Văn Long. Hello, chào Nguyễn Văn Long. Nguyễn Văn Long chưa xe, rất buồn. Tưởng Nguyễn Văn Long may mắn mà lại may mắn không tưởng. Ok, còn một món quà nữa thôi dành cho các cháu comment câu 80 ạ. Nhá, comment không ngừng nghỉ đến câu 80. Câu 70 nào, để bảo vệ ống thép. Để bảo vệ ống thép. Được chưa? Dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt bằng phương pháp điện hóa. Người ta gắn vào mặt ngoài ống thép đấy những ống khối ống kim loại. Vậy đó là kim loại gì ạ? Kim loại kẽm ạ. Kẽm gắn ngoài ống thép để làm gì ạ? Anốt hi sinh. Để nếu mà có ăn mòn thép thì nó ăn mòn kẽm luôn ạ. Ok ạ. Đấy là xong câu 70 nhá. Thế là xong câu 70. Sang câu số 71. Vừa nãy có bạn hỏi là chú Minh ơi, khóa học on của chúng mình thì như thế nào? Chị chúng mình có rất nhiều khóa học online. Trong đấy có khóa nền tảng này, có khóa luyện đề này, có khóa tổng ôn này. Đấy các cháu hoàn toàn nếu mà muốn biết về khóa online của chúng mình thì hoàn toàn inbox cho chúng mình theo nick Vũ Tuấn Minh nhá. Ok, để chúng mình tư vấn. Ok, câu số 71. Câu số 71 ạ. Hoặc là click vào link ở phía dưới nhá. Cho phát biểu sao? Số phát biểu đúng là cái link mà chúng mình gắn luôn ở cái bài này đấy. Ok.
cho phát biểu sau, số phát biểu đúng là nào, cho phát biểu sau nào, số phát biểu đúng là một số este thường có mùi thơm như benzin acetat có mùi dứa, isoamin acetat có mùi chuối chín, không độc, được dùng làm chất tạo hương cho thực phẩm. Đố các cháu biết câu này đúng hay sai ạ? Đố các cháu biết câu này đúng hay sai đấy. Đầy đứa chọn sai câu này ạ. Cái này chọn này ạ. Sai ạ. Tất cả đều đúng. Mùi chuối chín đúng. Không độc, chất tạo hương thực phẩm đúng. Este thường mùi thơm. Nhưng benzin acetat có mùi hoa nhài ạ. Sai mỗi cái mùi hoa nhài thôi là toang ạ. Ý B ạ. Dầu mỡ sau khi rán có thể được dùng làm tái chế thành nguyên liệu. Thành nhiên liệu. Được ạ. B đúng ạ. Trong công nghiệp, tinh bột được dùng để sản xuất bánh kẹo, glucose và hồ rán. Đúng tiếp ạ. Trùng hợp buta 1,3-dien để sản xuất gì ạ? Cao su buna chứ không phải là cao su isoprene ạ. Alanin. Alanin nhé. Alanin là không. Alanin là cháu này ạ. H2N CH CH3 COH. Tuyệt đối đừng nhầm lẫn với C6H5 NH2 ạ. Cháu này không có tác dụng với brom tạo thành kết tủa trắng luôn ạ. Được chưa? Vậy ở đây chú Minh chỉ có mấy nhận định đúng thôi ạ. B và C là nhận định đúng. Vậy chú Minh chỉ có bao nhiêu thôi ạ? Hai nhận định đúng thôi các cháu nhé. Hai đáp án đúng là đáp án A. Ok chưa ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Các cháu có hiểu bài không ạ? Đấy, có đứa bảo chắc là ba thì là toang rồi. Các cháu có hiểu bài không ạ? Ok, cảm ơn tất cả các cháu nhé. À, các cháu hãy share video này lại bởi đây là một video free ạ. Câu số 72 ạ. Thực hiện các thí nghiệm sau. Thực hiện các thí nghiệm sau. Sục khí clo vào dung dịch NaOH là nhiệt độ thường. Clo, cái này mình phải nhớ phương trình đấy. NaOH để tạo thành NaCl cộng với lại NaClO các cháu nhá. Đấy, NaCl cộng NaClO. Cho Fe3O4 và HCl loãng dư thì mình thu được FeCl2 cộng FeCl3 cộng với lại H2O. Ok ạ. Cho Fe3O4 vào dung dịch H24 đặc nóng dư thì ta thu được Fe2SO4 3 lần cộng SO2 ạ. Cái này chỉ có một thôi ạ. Vứt ạ. Đây chỗ này có, chỗ này có. Cái IC này là cái ký mà rất hay thi trung học phổ thông quốc gia, các cháu chú ý nhá. Các cháu chú ý, cực kỳ chú ý ở IC này. Hòa tan hết hỗn hợp Cu và Fe2O3 có số mol bằng nhau, đặt thằng này là 1, đặt thằng này là 1 đi ạ. Và H24 loãng dư. Vậy mình có Fe2O3 mà trong H24 loãng dư. H2SO4 loãng thì ta sẽ thu được sắt 3 cộng ạ. Số mol thằng này là 1 thì số mol thằng này là 2 ạ. Sắt 3 cộng cộng với đồng để tạo thành sắt 2 cộng cộng với đồng 2 cộng ạ. 2, 2. Thỏa mãn luôn ạ. Vậy chỗ này chúng ta sẽ thu được hai muối. Một muối là FeSO4 và một muối là CuS4. Được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Đây cháu lại thu được hai muối ạ. A, B, D, 3. 3 thí nghiệm tạo thành hai muối ạ. Đáp án đúng đáp án D các cháu nhá. Đáp án đúng là đáp án D. Wow. Sang 73 này hit chưa? Nhưng mà đánh dấu 73 lại tí chú Minh chữa 73 nhá. Được 8 điểm rồi, bây giờ mình đi thăm những mấy câu dễ dễ mình giải trước. 73 là một câu khó, tí nữa mình quay lại mình giải sau. Được không ạ? Đồng ý không ạ? 74 này, 74 nhìn vậy thôi cũng trông khá là khó, đánh dấu lại tí giải sau ạ. Mình đi giải câu dễ trước ạ. 75 ạ, 75 nhìn trông cũng khá là xương ạ, đánh dấu lại tí giải sau ạ. Ok ạ. Nào, 76 này. 76 giải được. 76 giải được, 76 này chúng mình giải suốt rồi. Ở đây mình đang được 8 điểm rồi các cháu nhá. Ở đây mình đang được 8 điểm rồi. Mình cân câu 76 là mình được 8,25 này. Nhìn xem nào. Thủy phân hoàn toàn một triglycerid X. Thủy phân hoàn toàn một triglycerid X. Vậy anh này sẽ là CXHIO6. Thằng này đã là triglycerid thì nó ăn 3NaOH. Thu được glycerol là C3H8O3 cộng với hai muối natriolate C17. Eo đợt này đề nó hạnh phúc thế, cho cả luôn là C17H33CONa và natri linoleat là C17H31COONa. Thế chỗ này các cháu cần chú ý gì ạ? Cái anh mà triglycerid này thì chắc chắn nó phải được tạo bởi từ ba gốc axit béo, mà đây mới chỉ có hai gốc thôi. Điều này chứng tỏ hoặc là có hai gốc này một gốc này, hoặc là một gốc này hai gốc này. Mà dù có là trường hợp đi nào chăng nữa thì cả hai thằng này đều là C17, nên chắc chắn thằng còn lại là C17HICONa. HI này thì Y có thể là bằng 33 hoặc Y có thể là bằng 31, nên sẽ có một cách dành cho các cháu bấm máy tính liều là gì ạ? Trường hợp số 1 C17H33, trường hợp số 2 C17H31. Được chưa? Đây là cái cách mà là gọi là cách thử đáp án cách nhanh nhất đấy ạ. Ok, nhưng ở đây chúng mình không cần làm theo cách đấy.
Chúng mình đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon nhé. 17 cộng 1 là 18, cộng 18 cộng 18, vậy là 18 nhân 3. 18 nhân 3 cộng với 3 nữa. 18 nhân 3 cộng 3 bằng 57. Vậy số nguyên tử carbon trong CXI bằng 57. Được chưa? C57 ạ. Đốt cháy hoàn toàn mờ gam x thì cần vừa đủ 2,385 mol oxy sinh ra 1,71 mol CO2. CO2 được chưa? Nước ạ. Ok chưa? Vậy thì hoàn toàn ở đây chúng ta có số mol CO2 bằng 1,71. Ok. Vậy đến đây chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố carbon, chúng ta tìm được số mol của chất béo nhờ. Ok. Đây đây đây, 1,71, 1,71 chia 57 bằng 0,03 mol. Các cháu nhìn rõ chưa? 0,03 mol. Ok. Ok chưa? 0,03 mol. Vậy cháu này là 0,03 rồi nhá. Thế thì hoàn toàn tới đây chúng mình bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy, chúng mình tìm được số mol nước không ạ? Rất là dễ ạ, bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy nhá. Chúng mình có này. Bảo toàn oxy chúng mình có 0,03 nhân 6 cộng với 2,385 nhân 2. 2,385 nhân 2 bằng 1,71 nhân 2 cộng số mol nước. Vậy hoàn toàn tới đây chúng mình tìm được số mol nước bằng 0,03 nhân 6 cộng 2,385 nhân 2 trừ 1,71 nhân 2 bằng 1,53. Chúng ta tìm được số mol nước của chúng ta bằng 1,53, 1,53. Thế thì tới đây này, đề bài hỏi chúng ta là 0,1 mol X tác dụng tối đa với bao nhiêu mol brom. Thì chúng ta chú ý rằng là chúng ta cần tìm được số liên kết pi ở bên trong thằng CXIO6. Mặt khác mình có NCO2 trừ N nước chia N cháy thì bằng K trừ 1. Vậy ở đây mình có này, NCO2 bằng 1,71 trừ 1,53. 1,71 trừ 1,53 chia N cháy là chia 0,03 thì bằng 6 ạ. Thì bằng 6. Vậy tức chúng ta có là K trừ 1 bằng 6. Suy ra K của chúng ta bằng 7. Mà 7 này thì gồm, do anh này là triglyceride nên nó sẽ gồm có 3 PCOO. Được chưa? Vậy nó có mấy PCC ạ? 4 PCC. Và do nó có 4 PCC nên một thằng X sẽ ăn 4 thằng brom. Được chưa? Mặt khác, đây là đề bài hỏi 0,1 mol X nhá. 0,1 mol X, vậy đây là 0,1 thì nó sẽ ăn bao nhiêu ạ? 0,4. Game rất dễ dàng ạ. 0,4 đáp án đúng chúng ta là đáp án A. 8,25 điểm các cháu nhá. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã và đang theo dõi video này của chúng mình ạ. Những cháu nào mà mất gốc thì có thể thoát ra đi học cái chỗ khác, còn học môn khác ạ. Còn lại những cháu nào mà muốn mục tiêu trên 8 cộng thì nhờ tất cả các cháu đang theo dõi video livestream này giúp chú Minh tag các bạn mục tiêu trên 8 vào đây ạ để chúng ta cùng học tiếp ạ. Ok, câu 77 nào. Câu 77 chúng ta lấy 8,5. Cho hình vẽ sau mô tả phương pháp điều chế isoaminacetat trong phòng thí nghiệm. Vậy để điều chế được isoaminacetat ấy, chúng ta phải nắm được phương trình điều chế nó. Phương trình điều chế của nó là đi từ CH3COOH cộng với lại ancol isoaminacetat ạ. Đây ạ. OH thì nó tạo thành isoaminacetat CH3COO CCCCC cộng nước ạ. Chú ý, điều chế này thì nó phải là điều chế mũi tên hai chiều và trong môi trường H2SO4 đặc. Được chưa? Vậy ở đây các cháu nhìn nhá, đề bài bảo này, hỗn hợp chất lỏng trong bình 1 gồm ancol isoaminic, axit acetic và axit sulfuric đặc, cái này chính xác. Được chưa? À đúng. Được chưa? Trong phễu chiết lớp chất lỏng Y có thành phần chính là isoaminacetat. Trong phễu chiết chất lỏng Y có thành phần chính là isoaminacetat. Các cháu nhìn nhá. Đây, nó tạo thành isoamin acetat và nước. Thì vậy bình hứng này chứa cả isoamin acetat và nước. Thế thì vậy ở trong này chúng ta sẽ có một thằng nổi và thằng chìm. Vậy thằng nổi ta phải là thằng este. Thằng chìm phải là thằng nước, tại vì este nổi bên trên nước, như kiểu các cháu bỏ dầu gió vào trong nước thì chúng ta thấy là dầu gió nổi đúng không? Vậy anh X là este, anh Y là nước. Vậy đề bài bảo chúng ta này, trong phễu chiết lớp chất Y lỏng có thành phần chính là isoamin acetat là sai, Y là nước. B sai. À đúng. Ok. Nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Nhìn rõ chưa? Nào, ý C nào. Nhiệt kế dùng để kiểm soát nhiệt độ trong bình. Đúng. Phễu chiết dùng để tách các chất lỏng không tan vào nhau ra khỏi nhau. Đúng. Isoamin acetat tinh khiết có thể được sử dụng làm hương liệu phụ gia cho thực phẩm. Đúng. Vậy đây chúng ta có bao nhiêu nhận định đúng ạ? A là 1, C, D, E là
Vậy tổng cộng chúng ta có 4 nhận định đúng. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A, 8,5 điểm rồi. 8,5 điểm rồi các cháu ạ. Ngon lành cành đào không ạ? Cực kỳ ngon lành cành đào chứ còn gì nữa. 8,5 rồi. Bây giờ chúng ta mới sang hành lại câu, mấy câu chúng ta bỏ này. Câu số 73. Câu số 73 nhá. Chúng ta bắt đầu hành câu số 73. Đây. Mình bắt đầu chiến câu số 73. Ok. Ok ạ, câu số 73 nhé các cháu nhá. Nào, chiến đấu 73. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng để mình chiến đấu câu số 73 chưa? Nào, các cháu nào. Mạnh khỏe chấm cái cho mạnh khỏe nào. Giúp chú Minh tác các bạn mục tiêu 8 cộng ở đây nhá. Hỗn hợp gồm 4 este đều có công thức phân tử là C8H8O2. Thế giờ mình vẽ ra để mình biết đã. Đây C8H8O2 thì nó sẽ có các đồng phân như sau này. HCOO này, CH2 này, C6H5 này. Được chưa? Một cháu nhá. Một cháu. Được chưa? Cháu thứ hai là C6H5COO CH3. Hai cháu này là este của ancol. Được chưa? Được chưa? Bây giờ đến các cháu este của phenol nhá. Chúng ta có cháu este của phenol nữa là HCOO C6H4 CH3 và CH3COO C6H5. Đây, hai cháu này este của phenol, hai cháu này este ancol. Este của ancol và este của phenol. Tại sao phải tách như vậy ạ? Tại vì este của ancol thì ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:1, còn este của phenol thì ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:2. Đấy, thế bây giờ này, chúng mình đặt số mol este của ancol là A mol, số mol este của phenol là B mol. Vậy có phải chúng mình sẽ có này tác dụng tối đa với NaOH thì chúng mình sẽ có hệ phương trình đầu tiên. Ancol thì ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:1 A. Phenol ăn NaOH theo tỷ lệ mol 1:2. Vậy là 2B thì bằng bao nhiêu ạ? 0,2 ạ. Được chưa? Được chưa? Phương trình thứ hai nào. Phương trình thứ hai này. Este của ancol thì nó có phải nó sinh ra ancol không? Vậy đây chính là số mol ancol không? Được chưa? Đây chính là số mol ancol đúng không ạ? Vậy này, thu được hỗn hợp X gồm các ancol và 20,5 gam muối ạ. Được chưa? Thế thì cho toàn bộ X vào bình đựng natri dư. Sau khi phản ứng kết thúc thì khối lượng chất rắn trong bình tăng 6,9 gam. Thế thì ancol thì các cháu lưu ý rằng đây là este đơn chức rồi, nên ancol chúng ta sẽ là ancol đơn chức, đúng không? Và bởi vì là ancol đơn chức nên chúng ta luôn luôn có điều gì ạ? Đây ancol đơn chức ROH cộng với natri thì có phải sinh ra 1/2 hydro không ạ? Vậy số mol của ancol là A mol thì suy ra số mol hydro là 0,5 A mol. Ok không ạ? Ok không ạ? Rất là dễ đúng không ạ? Đấy nhá. Vậy mặt khác chúng ta có này, M của bình tăng là 6,9 gam. Vậy mình có này. Đây là lúc này là cho toàn bộ X. X của chúng ta là hỗn gồm các ancol đấy nhá. Vậy này, chúng ta có này, M bình tăng thì M ancol có phải chính bằng M bình tăng cộng với lại M hydro không ạ? Đúng không ạ? Tại sao ạ? Tại vì là ancol vào lại có hydro ra. Vậy M bình tăng có phải là bằng M ancol trừ M hydro. Vậy suy ra M ancol bằng M bình tăng cộng M hydro không ạ? Rất là dễ đúng không ạ? Vậy ở đây chúng ta có M bình tăng bằng 6,9 cộng với M hydro là bằng 0,5 A nhân 2. Được chưa? Đấy là ra được M ancol nhá. Thế thì xong rồi. Thế thì xong rồi đúng không? Mặt khác này, ở đây này, tụi này cộng với lại NaOH thì tạo thành muối cộng ancol cộng nước. Số mol ancol bằng số mol este của ancol, số mol nước bằng số mol este của phenol. Muối thì đề bài cho rồi 20,5 gam. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn khối lượng là xong, đúng không? Bảo toàn khối lượng. Chúng ta có khối lượng của este cộng với lại khối lượng của NaOH, đúng không ạ? Khối lượng của este cộng khối lượng của NaOH, khối lượng NaOH biết rồi, 0,2 nhân 40 bằng M muối là 20,5 cộng M ancol vừa tìm được 6,9 cộng 0,5 A nhân 2 cộng với M nước là 18B. Được chưa? Được chưa? Dễ không ạ? Thế thì cái M này này, cái M này này thì chúng ta tìm được nhá. Cái M này chúng ta tìm được bởi vì đây là A cộng B mà. Thì M này có phải chính là bằng phân tử khối của C8H8O2 không ạ? C8H8O2. Thế là 12 nhân 8 cộng 8 cộng 32 bằng 136.
136 nhân với lại A cộng B cộng với 0,2 nhân 40 bằng 8 gram, thì bằng 20,5 cộng 6,9 bằng 27,4 cộng với A cộng 18B. Vậy hoàn toàn ở đây chúng ta sẽ có cái hệ, đúng không? Hệ là A cộng 2B bằng 0,2 136 trừ đi A thì bằng 135A cộng 136 trừ 18, 136 trừ 18 bằng 118B. Được chưa? Thì bằng 27,4 trừ 8 19,4. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được AB ạ. Hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được AB 1, 2 này, 1 bằng 2 bằng 0,2 bằng 135 bằng 118 bằng 19,4 bằng A bằng 0,1, B bằng 0,05. A bằng 0,1, B bằng 0,05. Xem đề bài hỏi chúng ta cái gì các cháu nhá? Xem đề bài hỏi chúng ta cái gì ạ? Đề bài hỏi chúng ta giá trị của M, xong rồi. Giá trị của M bằng đây ạ, tìm được A, tìm được B rồi. Vậy chúng ta sẽ có M bằng 136. 136 nhân M ngoặc đơn 0,1 cộng với 0,05, 0,05 chứ đúng không? Chúng mình ghi nhầm đến 0,01. Bằng 20,4 gram. 20,4 gram các cháu nhá. Đấy, rất là dễ ạ. 20,4. 8,75 điểm ạ. Sướng không ạ? 8,75 điểm ạ. Câu 73. Đấy, ngon lành cành đào luôn ạ. Cực kỳ dễ dàng ạ. Game dễ thế không biết nhỉ. Nào sang câu 74 này. Làm xong 74 để lấy 9 nhỉ. Thế là mình còn 75, 78, 79, 80 thôi. Nào, làm sang 74. Chú Vinh giảng đấy các cháu có hiểu không ạ? Nếu các cháu hiểu thì giúp vui lòng giúp chú Vinh tag các bạn mục tiêu 8 cộng các cháu vào trong video này với ạ. Câu 74 này. 74 cho 0,2 mol, cho 0,2 mol hỗn hợp gồm 0,2 mol hỗn hợp gồm CO2 và hơi nước đi qua than đun đỏ thì thu được 0,35 mol khí gồm CO, CO2, H2. Cái chỗ này các cháu phải cực kỳ tinh ý thì các cháu mới giải được câu này nhá. Các cháu phải cực kỳ tinh ý mới giải được được phát này. Thì các cháu chú ý này. Chúng mình viết cái phương trình nháp ra đây nhá. CO2 mà cộng với carbon thì tạo thành hai lần thằng CO. Thằng này rắn, thằng này khí này. Nước này cộng với carbon thì tạo thành CO này, cộng với hydro này. Thằng này rắn này, thằng này khí này, thằng này khí này, thằng này khí này. Tổng hai cái phương trình này vào thì chúng ta thấy này. Tổng hai phương trình này thì chúng ta thấy này. CO2 và nước đúng không? Thì một khí thì luôn sinh ra hai khí. Đúng không? Đây hai khí, đây hai khí ạ. Vậy hoàn toàn chúng ta sẽ có số mol khí tăng lên. Suy ra số mol khí tăng lên chính bằng số mol của CO, đúng không? Chính bằng số mol của CO2 cộng với số mol của nước phản ứng. Mặt khác, một CO2 thì ăn một carbon, một nước thì ăn một carbon, suy ra cũng chính bằng số mol carbon phản ứng. Và bằng bao nhiêu ạ? 0,35 trừ 0,2 bằng 0,15 ạ. Ok chưa? Vậy số mol carbon bằng 0,15 mol các cháu nhé. Cái chỗ này các cháu phải nhìn tinh ý đấy ạ. Chúng mình giải cực kỳ kỹ để cho chúng ta nhìn đấy ạ. Thế thì số mol carbon phản ứng bằng 0,5. Mặt khác thì mình cũng tìm được là số mol của CO cộng với lại hydro là bằng bao nhiêu ạ? CO cộng hydro thì bằng 0,15 rồi. Đúng không ạ? Bởi vì nó chính bằng carbon phản ứng mà. Vậy suy ra số mol CO2 chúng ta bằng 0,35 trừ 0,15 bằng 0,2. Ok chưa ạ? Suy ra nhá. Đấy, anh này bằng 0,2. Nhá. Dẫn toàn bộ X đi qua dung dịch. Vậy hỗn hợp X này của chúng mình lúc này gồm nhá. Hỗn hợp X lúc này của chúng mình gồm gồm cái gì ạ? Đây là số mol của thằng CO2 bằng 0,2. Các cháu có hiểu tại sao chúng mình tìm ra được số mol CO2 bằng 0,2 không ạ? 0,35 trừ đi 0,15, 15 0,15 là tổng số mol của CO với lại số mol của thằng hydro. Đấy nhá, đây này, CO cộng hydro là bằng 0,2. Được chưa? Ok chưa? Carbon là 0,15 mà. Được chưa? CO cộng hydro thì bằng là 0,15 nhá. CO2 còn dư đấy. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta có này. Hỗn hợp X của chúng ta gồm gì ạ? Hỗn hợp X của chúng ta gồm gì ạ? Hỗn hợp X chúng ta gồm gì ạ? À đâu đâu đâu, không phải, sorry cả nhà. Chết chết chết, lỗi 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 lỗi. Lỗi ạ, sorry cả nhà. Không phải đâu ạ, đây số mol khí tăng đấy. Chỗ này chúng mình lỗi ạ. Ủa ơi, tí chết.
Đây ạ, chúng ta phải bảo toàn e mới đúng ạ. Bảo toàn electron ạ. Sorry cả nhà. Bảo toàn electron thì chúng ta có này, carbon từ carbon 0 lên carbon dương 4. Vậy là 4 lần số mol carbon thì bằng, được chưa? À, carbon từ carbon dương 4 về carbon dương 2, 2 lần số mol CO cộng với hydro dương 1, đúng rồi ạ. Hydro dương 1 với hydro 0, 1 trừ đi 0 bằng 1 nhân 2 là bằng 2, 2 lần số mol H2 ạ. Được chưa? Lúc này chúng ta mới suy ra được số mol của CO cộng với lại số mol của hydro bằng 4 nhân với C là 4 nhân 0,15 bằng 0,6, chia cho 2 thì bằng 0,3. CO cộng hydro bằng 0,3. Sorry cả nhà. 0,3. Vậy thì suy ra số mol CO2 bằng 0,35 trừ đi 0,3 bằng 0,05 ạ. Chúng mình lé đấy. Sorry. 0,05 ạ. Ok. 0,05 nhá. Suy ra số mol CO2 bằng 0,05 là xong rồi. Vậy hỗn hợp X của chúng ta ở đây cho vào là gồm CO không quan tâm, hydro không quan tâm, CO2 mình vừa tìm được bằng 0,05 mol rồi. Mình vừa tìm được bằng 0,05 mol rồi. Cho vào hỗn hợp chứa NaHCO3 là X mol và Na2CO3 là Y mol. Được chưa? Chúng ta thu được dung dịch Y là chứa chất tan là 27,4, khí thoát ra là CO2 và CO và hydro rồi, không quan tâm. Cô cạn được dung dịch Y, được chưa? Nung đến khối lượng không đổi, nung đến lâu khối lượng không đổi thì được chất rắn là 21,2 gram. Được chưa? Nung đến khối lượng không đổi thì được 21,2 gram. Vậy ở đây các cháu chú ý này, khối lượng của chất tan. Thế thì chất tan ở đây của chúng ta này, chất tan ở đây của chúng ta là gồm những cái gì ạ? Đây, anh này là bằng 84x này cộng với 106y này, đúng chưa? Đấy, chúng ta chơi theo bảo toàn gì ạ? Bảo toàn gì ạ? Bảo toàn khối lượng ạ. Chú ý là chỗ này là CO2 phải cộng với nước nữa nhé. Thì anh này là 0,05 thì anh này cũng là 0,05 nữa. Vậy ở đây chúng ta có bảo toàn khối lượng. Chúng ta có MCO2 cộng M nước cộng với M của NaHCO3 cộng với M của Na2CO3 thì bằng M chất tan là 27,4. Ok chưa? CO2 người ta biết rồi, bằng 0,05 nhân 44 cộng với nước. Tại sao? Tại vì CO2 phải vào nước để tạo thành H2CO3 mà. 0,05 nhân 18 cộng với anh này là 84x cộng với anh này là 106y thì bằng 27,4 ạ. Được chưa? Bằng 27,4 ạ. Một cháu nhá. Vậy chúng ta đã có một phương trình nhá, liên quan đến y nhá. Chúng ta còn một phương trình nữa này. Sau khi nung, nung thì có phải tất cả đều về Na2CO3 không ạ? Đúng không ạ? Vậy thì hoàn toàn chúng ta tìm được số mol Na2CO3 bằng 21,2 chia 106 bằng 0,2 mol. Vậy hoàn toàn đến đây mình có phương trình thứ hai là bảo toàn natri. Mình có là x cộng với lại 2y thì bằng 0,2 nhân 2. Ok các cháu hiểu không ạ? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được x y ạ. Bấm máy tính nha. Bấm máy tính giúp chúng mình vậy ạ. Xem x bằng bao nhiêu, y bằng bao nhiêu ạ? 84 bằng 106 bằng 27,4 trừ đi 0,05 nhân 44 trừ đi 0,05 nhân 18 bằng 1 bằng 2 bằng 0,4 bằng 0,1 và 0,15. Đúng không ạ? 0,1. Đây chúng mình thấy có mấy cháu comment đúng luôn. 0,1 và 0,15. Ok ạ, đề bài hỏi cái gì ạ? Giá trị của x. Ai x rồi, 0,1. X bằng 0,1. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Đúng chặt 9 điểm. Ngon lành cành đào ạ. Đôi khi những cái câu mà lấy điểm 9 hay là lấy điểm 10 nó phải khó khó, game nó khó một chút ạ. Các cháu thông cảm ạ. Game nó hơi khó một chút. Cái này là đừng chửi chú Minh mà hãy chửi người ra đề ạ. Ok. Ok, cảm ơn các cháu ạ. Cảm ơn các cháu đã và đang quan tâm theo dõi đến buổi học ngày hôm nay ạ. Hôm nay chú Minh liều mình chữa full 40 câu ạ. Rất là cảm ơn sự ủng hộ của các cháu ạ. Chúng ta sang câu số 75 ạ. Câu số 75, 9,25. Ôi, mức 9,25 này chắc nhiều đứa ước mơ. Không sao cả, chúng mình giúp các cháu làm được. Yên tâm, mình làm được mà. Câu 75 nhá. Cứ quan tâm, theo dõi thật kỹ chúng mình sẽ hướng dẫn chúng ta làm được. Cho hòa tan hoàn toàn agam hỗn hợp gồm nhá. À, cái này thì cháu nào mà chưa hiểu thì cháu ấy phải xem lại thôi. À, agam hỗn hợp gồm AgNO3 và CuNO3 hai lần vào nước. Thu được dung dịch X. Vậy đây dung dịch X này. Cho lượng đồng dư vào X. Thế thì cho lượng đồng dư vào X ấy, thì các cháu phải hiểu đây này này. Khi mà mình cho đồng dư vào X thì đồng sẽ không phản ứng với đồng mà đồng phản ứng với bạc. Để tạo thành gì ạ? Tất cả đều tạo thành CuNO3 hai lần.
đúng chưa, cộng với bạc sinh ra. Với dung dịch để chỗ B gam muối, đây là A gam hỗn hợp. Thế thì để cho đơn giản này, để cho đơn giản chúng mình đặt số mol AgNO3 là 1, số mol đồng CuNO3 lần là A đi. Được chưa? Thế thì vậy hoàn toàn tới đây này, đây là khối lượng thằng này là bằng à, đừng đừng đây là đây đặt là A rồi, đây là x đi ạ. Thế đây, đây đầu bài ở đây để bài cho ông ta đây, thu được A gam hỗn hợp này. Vậy hoàn toàn ở đây chúng mình đã có là A bằng 108 cộng 62 170 cộng với 188x. Được chưa? Tới đây do là đồng dư nên tất cả gốc NO3 trừ sẽ chui hết vào CuNO3 hai lần. Vậy mình có bảo toàn gốc NO3 1 cộng với 2x, 1 cộng 2x chia 2. Được chưa? Đây là dung dịch Y ạ. Dung dịch Y này có chứa B gam muối. Vậy ở đây chúng ta có B bằng bao nhiêu ạ? 188 nhân với 1 cộng 2x chia 2. Vậy là bằng 188 chia 2 94. 1 cộng 2x. Ok. Cho một lượng dư sắt đây ạ, cho một lượng dư sắt vào Y, sắt dư ạ. Thì C gam muối này là muối chứa gì ạ? FeNO3 hai lần. Được không ạ? Được không ạ? Vào muối mà. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy đây là C mo C gam muối ạ. Vậy chúng ta lại bảo toàn gốc NO3 tiếp ạ. Anh này là 1 cộng 2x phần 2 đúng không ạ? Vậy C ở đây chúng ta bằng bao nhiêu ạ? C ở đây chúng ta bằng là sắt là 56. 56 cộng với 62 nhân 2 bằng 180 ạ. 180 nhân với lại 1 cộng 2x chia 2. Vậy là bằng 90 nhân với 1 cộng 2x. Thế mà đề bài đây bảo gì ạ? 2B bằng A cộng C ạ. Đề bài cho chúng ta là 2B bằng A cộng C. Suy ra mình sẽ có 2B là 188 nhân 1 cộng 2x bằng A cộng C. A là bằng 170 cộng 188x cộng 90 nhân với lại 1 cộng 2x. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ có là 180 nhân 1 cộng 2 trừ đi 190 là trừ đi 90. 188 trừ đi 90 bằng 98. 98 nhân với 1 cộng 2x thì bằng 170 cộng 188x. Phá ngoặc ra 98 cộng với 98 nhân 2 196x thì bằng 170 cộng 188x. Vậy 196 trừ đi 188 thì bằng 8. 8x thì bằng 170 trừ đi 98 bằng 72. Suy ra x thì bằng 9. Được chưa? X bằng 9. Đề bài hỏi chúng ta phần trăm khối lượng của CuNO3 hai lần. Em câu này dễ thế. Xong rồi. 9 nhân 188 chia cho mở ngoặc đơn. 9 nhân 188 cộng 1 nhân 108 cộng 62 170 nhân 100 90,87%. 90,87% các cháu nhé. 90,87. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. 90,87%. Dễ không ạ? Uầy, 76 xong rồi, 77 xong rồi. 78 ạ. 78 ạ. Uầy, có 78 này hơi dài. 78 hơi dài. Xin phép các cháu chú Vinh tắt cam mặt đi nhá. Xin phép các cháu chú Minh tắt cam mặt đi để có cái diện tích nó rộng để chúng ta có thể giải được câu 78. Cam mặt đâu. Ok. Tắt cam mặt. Chúng ta bắt đầu giải sang câu số 78 ạ. 78 này căng đi ạ. Khá căng đấy. Chúng ta cùng xem nhá. Bắt đầu giải câu số 78. Câu này ở bên trong cái đề thi của chuyên Hùng Vương Phú Thọ. Thủy phân hoàn toàn hợp chất hữu cơ E C8H12O5. Chú ý rằng ở đây chứa hai chức este. Hai chức este bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm mù anconic. Anconic và hai hợp chất hữu cơ Y Z. Y Z
Y chứa 3 carbon. Y chứa 3 carbon. MX nhỏ hơn MI, nhỏ hơn MZ. Anionic là X nhỏ hơn Y, nhỏ hơn Z. Cho Z tác dụng với HCl loãng dư. Cho Z tác dụng HCl loãng dư. Thu được hợp chất hữu cơ T là C3H6O3. Được chưa? Căng đấy. Thế bởi vì mà Z tác dụng với HCl dư ấy mà thu được T là C3H6O3. Vậy thì Z chúng ta là muối có natri rồi. COONa này. Thế mà Z mà lớn hơn Y. Vậy điều này Z cũng phải có từ 3 carbon trở lên. Nhưng mà O3 thì bắt buộc nó phải có thêm một cái nhóm gì đó để nó đính thẳng OH. 3 carbon trở lên. Đây. Đính nhóm OH. Vậy thì nhóm OH nó có thể đính vào đây. Cuối cũng được. Hoặc đính vào giữa cũng được. Thử xem đúng nhé. Thế thì Y mà có 3 carbon. Đây ạ. Đây là Z ạ. Thì suy ra T. T chúng ta sẽ phải là gì ạ? HOCCCOONa. Thực ra như chúng mình đã bảo là thường là những cái bài này chúng ta làm là làm sẽ chơi cho thằng đầu tiên của dãy đồng đẳng. Đúng không? Thì đây có 3 carbon là thỏa mãn trong này. Đúng chưa? Thế thì lại còn có OH nữa thì mình chỉ đính vào thằng này và thằng này thôi. Mình suy ra T ở đây. Chúng ta cứ làm thử đã. Nếu mà sai thì chúng ta quay lại nhá. Y chứa 3 carbon. Y phải chứa 3 carbon. Chưa nói năng được gì. Ancol Z. Nung nóng Y với vôi tôi sút thu được chất hữu cơ P. Chưa làm ăn được gì cả. Phải đi suy luận. Thế thì ở đây chúng ta mới có được bám chắc chắn nhất là mỗi thằng Z. Nhờ. Bám chắc chắn nhất là mỗi thằng Z thôi. Chưa làm ăn được gì. Thế thì Z và hai chức este và Y chúng ta phải còn một chức nữa. COONa. 3. Vậy từ đây C, từ đây C xem. Từ đây liệu đây có phải là thằng Y không? Nhá. Liệu đây phải thằng Y không? Chúng ta cứ thử được đã. 3 carbon, đúng không? CONa để như vậy. Bây giờ chúng ta thử ghép lại, vậy là thằng này ghép với thằng này ghép với thằng này thì ra được ancol hai chức. Vậy thằng X thì chúng ta còn mấy carbon? Xem như thằng X chúng ta còn mấy carbon? 8 trừ đi 1 2 3. Trừ đi 1 2 3 nó vậy X còn 2 carbon. C C. Hai chức vậy thì nó chỉ có thể là OH OH thôi. Không có cách nào khác vậy. Vậy là thằng Y thằng 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 X của chúng ta là C2H4OH tất cả hai lần. Ok. Thế vậy ở đây chúng ta đã có một số cái khẳng định là X chắc chắn phải là C2H4OH tất cả hai lần. Mình ghép lại thằng này xem nào. Ghép lại nhá, xem nhá. CH3 này, CH2 này, COO này, C này, H2 này. CH2 này, OH này. CH2 này, COO này. CH2 này. Đếm xem nhá, xem đủ không nhá. 1 2 3 4 1 2 3 4 8 carbon, đủ. 3 cộng với 2 là 5, 5 cộng 2 là 10. 10 cộng với 2 là 12, 14. 14 cộng với lại chỗ này. Oh, sorry. 3 cộng 2 là 5, 5 cộng 2 là 10, 5 cộng 2 là 7. 7 cộng 2 là 9, 9 cộng 2 là 11. 11 cộng 3 là 14. Thế bây giờ có 12 đặc biệt là thiếu mất 2, thừa mất 2 hydro. Thứ ba hydro thì tương đương với việc là phải có nối đôi. Thế nhưng mà thằng này không thể cắm nối đôi ở đây được bởi vì OH đính vào carbon này rồi. Vậy nối đôi ở đây. Được chưa? Chỗ này sẽ hát rồi. Thế vậy thì anh này sẽ có hai khả năng, sẽ có hai công thức. Hoặc đây công thức số 1, hoặc đây công thức số 2. OO CH2 này. CH3 này. CH này. OH này. COO này. CH2, đúng không? Có hai khả năng. Được chưa? Vậy đến đây chúng ta khẳng định được thằng X, thằng Y của chúng ta phải có nối đôi. Vậy thằng Y chúng ta nó phải là thằng nào? Y chúng ta nó phải là thằng CH2CHCOONa. Được chưa? Nối đôi ạ. Và thằng Z của chúng ta bắt buộc phải là CH2OHCH2COONa hoặc CH3CHOHCOONa. Ok. Nung nóng
Y với hỗn hợp vôi tôi sút thu được chất hữu cơ P. Y mà nung với vôi tôi sút thì là CaO trong NaOH thì thu được là CH2 nối đôi CH2. Đúng không ạ? Căng đấy nhỉ. Xem nào. Vậy P là CH4. Chúng mình chưa bao giờ nghe cái việc bà phải đi vôi tôi sút một cái hợp chất có nối đôi này biến thành ethylene. Chưa từng nghe. Thề luôn. Hòa tan được CH hai lần tạo dung dịch màu xanh lam. Đây X đây. Hòa tan được CH hai lần tạo thành dung dịch màu xanh lam, đúng. Wow, đây là một bài suy luận về công thức cấu tạo của ester đây. Đúng, công thức cấu tạo xanh lam, đúng. Một công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E sai, hai công thức. Trong công nghiệp P được đi từ ethanol. Công nghiệp P đây ạ, ethylene ạ. Công nghiệp thì ethylene được điều chế từ tachyro từ CH6 hoặc cracking alkali lớn hơn chứ không phải đi từ ethanol ạ. C sai ạ. P là thành phần chính của khí thiên nhiên ạ. Sai ạ. Thành phần chính của khí thiên nhiên là CH4 ạ, chứ không phải là CH4 ạ. P là chất kích thích trái cây nhanh chín, cái này đúng ạ. Ethylene thì là kích thích trái cây nhanh chín thật. T là hợp chất hữu cơ đa chức, để các cho nhìn thêm T đây. Đúng đa chức ạ. Đây một chức CO, Na một chức OH, đúng chính xác. G đúng. À đâu sorry, đa chức cơ mà. Cháu này phải là tạp chức chứ, một nhóm CH một nhóm OH. Tạp chức. Vậy ở đây chúng ta chỉ có mấy nhận định đúng thôi ạ. Vậy ở đây chúng ta có mấy nhận định đúng rồi, các cháu nhìn kỹ nào. A đúng. E đúng. Đúng không? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Toát mồ hôi hột với cái câu này. Đúng không? Một câu suy luận công thức của ET khá là căng. Đấy, phải tận dụng hết tất cả những cái gì gọi là IQ, là máu não dồn hết lên tất cả mọi thứ chúng ta mới làm được câu này. Ok. Còn hai câu nữa thôi. Chấm cái cổ vũ cho mình nào. Ui, còn 49 với 80 mà không không cổ vũ Chu Minh thì làm gì? Hãy share video này bởi các cháu đang được coi free ạ. Ok. Nào, câu 79 ạ. Câu 79 ạ. Thôi làm 80 trước đi. Làm 80 trước nhá. Làm 80 trước cho phê. Trên 80 trước đi. Ok 80 này. Ủa, chú Minh thích kiểu nào câu này cơ, bởi vì cái kiểu này là kiểu muối amoni rồi. Ngon lành cành đào. Ôi, câu 80 là một trong số những câu mà sở thích của chú Minh ạ. Muối amoni. Rất sướng ạ. Ok. Nhìn nhá, 80. Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ. Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ ạ. Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ. Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ. Xem kỹ nhá. Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ C3H11N3O5. C3H11N3O5 và C4H9NO4. Chưa nó làm gì? Tạo bởi axit đa chức đều mạch hở. Tạo bởi axit đa chức đều mạch hở. Tạo bởi axit đa chức đều mạch hở. Căng nhỉ. Đọc chưa làm một cái gì cả. À. Toang 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 toang. Thảm nào thấy mấy đứa nó comment. Sorry cả nhà. Quay xe ạ. Quay xe ạ. Xem nào. Phát biểu gì ạ? Sai ạ. Đây chúng mình chọn phát biểu đúng ạ. Hai chết ngay. Sai là B C D G 4 phát biểu sai. D. Ui dồi ôi. Làm nhiều mắt lóa. Buồn quá đi. Nào. Mình sang câu 80 nhá. Giờ sang câu 80 được rồi. Sorry cả nhà vừa nãy mắt chúng mình hơi lé chút. 80. Cảm nào thấy mấy đứa nó comment. 80. Hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ. Ta nhìn nhá. IC4H9NO4 tạo bởi axit carboxylic đa chức mạch hở. Thế thì mình chơi thằng Y trước đi. Thằng Y là C4H9NO4 axit carboxylic đơn chức. Vậy ở đây nó sẽ có là COO đi.
COO đi. Vậy nó mất 2C rồi. Đúng không? 1 am côn 1 amin. E tác dụng vào đồ NaOH cô cạn trong dịch thu được hỗn hợp muối Z, 1 ancol và 1 amin đều đơn chức. Bởi vì nó thu được 1 ancol và 1 amin đều đơn chức nên chắc chắn trong này phải là OCS3 này. Vậy anh này C4 thôi. Và H3N CH3 thì nó thu được ancol là CH3OH và amin là CH3NH2. Vậy đây chúng mình suy ra được Y. Được chưa? Thế mà X là C3H11N3O5. Vậy cái việc mà chúng ta nghĩ được ngay đến X của chúng ta là gì? Nào nào nào. X của chúng ta là gì ạ? X của chúng ta sẽ là câu 80 ạ. X của chúng ta là gì ạ? C3H11N3O5 mà cũng sinh ra được OCH3 và cũng sinh ra được CH3N3. Vậy thì thằng X của chúng ta nó chỉ có khả năng đấy nhá. Nó phải có là COO. Thì thằng COO này thì nó phải là H3NCH3 thì nó mới sinh được CH3. Thế lại còn cái thằng đầu kia. Thằng đầu kia thì nó xem còn mấy carbon, 3 carbon rồi. Đây là có 2 rồi, vậy chỉ còn 1 carbon nữa thôi. Vậy là chỉ còn 1 carbon nữa. Vậy thì chỗ này phải là 1C nữa. Đúng không ạ? Được chưa? Ok, thế là 1 2 3. Được chưa? 3 rồi nhá. Vậy ở đây chúng ta sẽ có này. Đây là CH2. Thế thì chỗ đầu này nó phải là NH3NO3. Là đẹp. Đúng không? Thế vậy là ở đây chúng ta đã tìm được. Vậy đặt cháu này là amon thì cháu này là bmon đi. Đề bài của chúng ta ở đây là gì ạ? Lấy 22,63 gam E. Lấy 22,63 gam E. Đây. 22,63 gam E. Nhá. Tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH và cô cạn dung dịch thu được muối Z. Vậy muối Z ở đây của chúng ta đây là gì ạ? Muối COONa tất cả 2 lần. Được chưa? Và muối gì ạ? Thì xem nào. Cháu này là cháu gì ạ? Cháu này là cháu gì ạ? Đây, muối này mới là căng ạ. Chúng ta cùng xem muối này là muối gì. Căng đấy. CH2 COONa. Được chưa? Đầu này là đầu NO2. Đấy. Được chưa? Bởi vì anh này là không, anh này là đúng rồi, NH3 NO3. Muối nitrat thì đầu này nó phải là NH2 chứ cộng với là NO3. Thì chỗ này phải là NH2 ạ. Sorry cả nhà. NH2. Ok. Đây ạ, hai muối đấy ạ. Hai muối thì ở đây cháu này là amon. Được chưa? Cháu này là bmon nhá. Rất là cẩn thận, bình tĩnh đấy ạ. Vậy cháu này là khối lượng nó là 23,46. Vậy ở đây chúng ta sẽ có một cái phương trình đầu tiên là 67 nhân 2. 67 nhân 2 134B. 134B. Đúng không ạ? Đây là 44 này. 44 cộng với lại 23 nhân 2 134B cộng với cháu này là bao nhiêu nhỉ? 14 cộng 2 cộng 14 cộng 44 cộng 23 bằng 97A. Từ từ mình xem mình có bị lẫn muối nào không. 97A cộng với lại NaOH thì NH2 thì giữ nguyên. Muối gồm NH2 thì giữ nguyên. CONa 2 lần này. Đúng không ạ? Muối tiếp theo là NH2 CH2 CONa này. À còn một muối nữa chứ ạ. NaNO3. Amon. Vậy ở đây chúng ta có là cháu này là 134B cộng với lại cháu này chính là glinatri đấy ạ. 75 cộng 22 bằng 97A. Cộng với NaNO3 là 23 cộng 62
bằng 85 A nữa thì bằng 23,46. Thế mà đây là lấy 22,63. Vậy đến đây nữa là xong này. Vậy A chỗ này A của chúng ta là bằng 12 nhân 4 cộng 9 cộng 14 cộng 16 nhân 4 bằng 135. 135 A cộng với lại bao nhiêu ạ? Đây là 130, đây là Y ạ, 135B ạ. Sorry ạ. Cộng với 12 nhân 3. 11 cộng 14 nhân 3 cộng 16 nhân 5 bằng 16 nhân 5. 169 ạ. 169A thì bằng 22,63. Đến đây chúng ta tìm AB. 97 cộng 85 bằng 134 bằng 23,46 bằng 169 bằng 135 bằng 22,63 bằng 0,07, 0,08. A bằng 0,07, B bằng 0,08. Đề bài hỏi giá trị của M. Đề bài hỏi giá trị của M. Mặt khác 0,3 mol E. Mặt khác 0,3 mol E. Vậy E ở đây chúng ta là gồm đây. COOCH3 COOH3N CH3 và ghi này đúng. O3N NH3 CH2 COOH3N CH3. Chỗ này đề bài cho là 0,3 mol. Được chưa ạ? 0,3 mol ạ. 0,3 mol ạ. Được chưa? À, tác dụng với KOH dư. Tác dụng với KOH dư. Dùng dư 15% so với lượng phản ứng. Dư 15% so với lượng phản ứng. Cô cạn thu được muối. Cô cạn thu được muối. Được chưa? Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn giá trị của M. Thế thì bây giờ anh này mà tác dụng với lại KOH dư thì thu được muối và chất rắn khan thì chắc chắn có cả KOH dư nữa. Đúng chưa? Thế mà anh này là 0,3 mà tổng anh này là 0,15. Vậy là 0,3 gấp đôi 0,15. Vậy chỗ này nó sẽ là 0,06 mol, chỗ 0,016 mol, 0,16 0,08 nhân 2 và 0,07 nhân 2 0,14. Được chưa? Vậy KOH dư, vậy thì để phản ứng KOH thì một anh này ăn 2 KOH này. Vậy số mol KOH là 0,16 nhân 2 cộng với, được chưa? Cháu này thì ăn 1 KOH này, cháu này ăn 1 KOH nữa. Vậy là gì ạ? 0,14 nhân 2 dư 15% và nhân với 1,15. Vậy mình tìm được số mol KOH. 0,16 nhân 2 cộng 0,14 nhân 2 bằng nhân 1,15 bằng 0,69. Được chưa? Vậy muối của chúng ta và KOH dư thì muối chúng ta chắc chắn là gồm gì ạ? Đây ạ, vẫn như cũ ạ. COONA COK 2 lần. CH2 COOK NH2 và KNO3 và KOH dư. Được chưa? Thế thì COK chỗ này là 0,16. Anh này là 0,14. KNO3 là 0,14 nữa. Vậy KOH dư là 0,69. Trừ đi 0,16 nhân 2 trừ đi 0,14 trừ đi 0,14 bằng 0,09. Vậy tới đây chúng ta tìm được mở chất rắn. 44 cộng 39 đồng hơn nhân 2 nhân 0,16 cộng 75 cộng 38 nhân 0,14 cộng 0,14 nhân 39 cộng 62 cộng 0,09 nhân 56 bằng 61,56 gam. Đáp án đúng đáp án C. Wow. Chúng ta vừa giải xong câu 80. Kinh điển đấy ạ, một câu mối amoni mà chúng mình cực kỳ thích ạ. Ok. À, vừa nãy có bạn Quốc Đăng bảo câu số 78 đáp án sai. Chúng mình vừa sửa rồi. Quan đây. Thank you Quốc An nhé, Quốc An rất là nhiệt tình.
Vừa nãy comment chúng mình biết là chúng mình thấy Quốc An Quốc đăng comment rồi, nhưng mà chúng mình đang mải giải nên chúng mình tập trung chúng mình giải. 78 chúng mình sửa rồi. Lúc nãy chúng mình bảo đây chúng mình mắt lé nên chúng mình đã sửa thành số phát biểu sai, D4. Bốn phát biểu sai nhá, Quốc An nhá. Thank you cháu. Vừa nãy là còn có một cháu nữa thắc mắc là thầy chữa sai câu 64. Đây chúng mình mở lại câu 64 xem nào. 64 là hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít khí CO2 vào dung dịch BaH2 lần. Đây chúng mình sẽ giải đáp luôn cho cháu câu 64. 64 hả? Thắc mắc câu 64 để chúng mình giải đáp luôn. Ui dồi ôi, nóng quá. Thề với cháu là chúng ta sắp xong rồi ạ. Chúng ta sắp xong rồi ạ. Câu 64 của chúng mình giải là không có sai đâu cháu nhá. Ở đây chúng mình có là BaH2 lần chúng ta tìm được. Các cháu rất hay bị nhầm lấy 0,15 chia cho 0,1 là 1,5 là toang ạ. Chỗ này chúng ta phải lấy là OH trừ ạ chia CO2 thì bằng 0,15 nhân 2 chia cho 0,1 thì nó là bằng 3. 3 thì nó là tất cả tạo thành CO32 trừ ạ, thì nó là 0,1. CO32 trừ là 0,1 mà Ba2 cộng là 0,15 thì nó tạo thành muối là BaCO3 là 0,1 nhá. 0,1 mà nhân 197 thì bằng 197 chứ không phải là chú chữa sai đâu, khả năng cao là cháu làm sai Nguyễn Tân ạ. Ok, thank you các cháu. Nào tiếp tục nhá. Sẵn sàng không ạ? Câu cuối cùng ạ. Chấm cái nào thể hiện câu cuối cùng nào. Anh như các cháu đã là cố gắng theo dõi buổi học ngày hôm nay nhá. Tí nữa Quốc đăng nó mà có comment thì các cháu bảo nó là chú Minh chữa xong từ lâu rồi. Thank you nó. Câu 79 chắc là vừa nãy nó coi xong rồi nó thoát ra xong rồi nó. 79 79 79. 79 một câu khá là cứng. Cứng quá gì nữa. Sang tờ giấy mới cho xịn. 79 à. Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gram. Đốt cháy hoàn toàn 15,6 gram. Hỗn hợp E gồm 3 este, mạch hở XYZ đều có số liên kết pi lớn hơn 2. 15,6 XYZ. Số liên kết pi lớn hơn 2. Số liên kết pi lớn hơn 2. Pi lớn này MX nhọn MY nhọn MZ nhỏ 180. Cần vừa đủ oxy 0,7. Thu được CO2 15,68 chia 2,4 0,7. 0,7 ngon luôn. Thế thì mà toàn khối lượng ra là nước luôn. Este thôi mà. Este chỉ có CHO bảo toàn khối lượng ra nước luôn. 15,6 cộng 0,7 nhân 32 trừ 0,7 nhân 44 bằng 7,2 chia 18 đi. Số mol nước luôn 0,4 thôi cháu ạ. 0,4 mol nước. Xong nha. Thế thì đến đây bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy tìm số mol este luôn. Đây, bởi vì ở trong này chúng ta sẽ tìm được số mol este luôn. 3 este, à không nói là este này là este đơn chức hay là este đa chức. Thế thì chúng ta bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy. Đây là E. Chúng ta có là số mol oxy trong E cộng 2 nhân với 0,7 nhân 2 cộng 0,7 nhân 2 bằng 0,7 nhân 2 cộng 0,4 nhân 1. Vậy đến đây tìm được số mol oxy trong E. 0,7 nhân 2 trừ chỗ này là 2 lần rồi. 2 nhân 0,7 bằng 0,4. Oxy trong E bằng 0,4. Suy ra số mol oxy trong E bằng 0,4. Ok. Nhá, tiếp tục ạ. Thế thì oxy trong E thì chúng ta suy được số mol nhóm COH nhỉ? Số mol nhóm COO đi. Trong này có 2 oxy mà. Là 0,4 chia 2 thì bằng 0,2. Chính bằng số mol NaOH phản ứng. Ngon chặt. Cho 15,6 gram E tác dụng hết với dung dịch NaOH lấy dư 20%. E này cộng NaOH. Số mol nhóm CH trong E là bằng 0,2. Vậy số mol NaOH phản ứng đáng nhẽ là phải là 0,2 nhưng mà lấy dư 20% nữa. Nên chỗ này phải nhân với lại 1,2 thì bằng 0,24. Rồi chưng cất dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp.
thu được hai ăn côn no. Hai ăn côn no đơn đồng đẳng kế tiếp. Hỗn hợp chất rắn khan T gồm hai chất, đốt cháy T thu được Na2CO3, CO2 nước. Số mol nước là bằng 0,36 chia 18, 0,02 mol. 0,02 mol. Thế thì vậy thì hoàn toàn tới đây số mol NaOH rồi. Vậy bảo toàn natri. Đây là hai chất NaOH dư. Đấy chưa? Vậy suy ra chúng ta tìm được số mol NaOH dư đấy. T gồm hai chất. Hỗn hợp chất rắn khan T gồm hai chất, vậy T gồm hai chất này chúng ta là có cả NaOH. Vậy suy ra mình sẽ có NaOH dư. NaOH dư này là nó nằm trong T. Được chưa? NaOH dư của chúng ta sẽ suy ra được NaOH dư. NaOH dư. À tại vì lấy đây là dư 20% nhân 1,2. Bằng 0,24 thì dư nó là bằng 0,04. Được chưa? Thế mà 0,04 này mà đốt cháy này ra được 0,02, vậy thì có nghĩa là bao nhiêu hydro trong NaOH chu tọt hết vào trong thằng H2O. Vậy suy ra còn một thằng muối nữa thì không có hydro. Được chưa? Muối không có hydro. Nhá. Đốt T ra nước đi mà. Natri chu hết vào đây ạ. Natri ở chỗ này là 0,2 ạ. 0,24 trừ 0,4 bằng 0,2 chia cho 2 bằng 0,1. Được chưa? Vậy chắc chắn là cái muối của chúng ta là ở đây T là hai chất, một chất là muối, một chất là NaOH dư. Chúng ta nhìn thấy hydro trong NaOH chui hết vào nước, vậy suy ra muối của chúng ta là không có hydro. Được chưa? Không có hydro. Nhá. Vậy điều này chứng tỏ rằng là gì ạ? Suy ra điều gì ạ? Đây đây, muối ta không có hydro ạ, mà ăn NaOH dư là 0,2 ạ. Vậy suy ra muối của chúng ta phải là muối có mấy chức ạ? Muối chúng ta phải là muối có hai chức. Bắt bao bữa phải muối có hai chức thì nó mới không có hydro. Nhá, bởi vì thằng này bằng thằng này. Suy ra muối là muối hai chức. Muối hai chức mà không có hydro. Muối hai chức mà không hydro, vậy suy ra E lại gồm các este có hai chức. Nhá. Vậy ngay lập tức mình sẽ suy ra được là số mol E sẽ bằng số mol nhóm CO này chia cho 2. Vậy là bằng 0,1. E chúng ta phải là gồm các este chứ hai chức. Thế cho bởi vì là muối T là muối chứa hai chức mà, thì E phải là hai chức este. E hai chức este vậy thì số mol nhóm CO này chia cho 2 là số mol E 0,1. Ok chưa? Ok chưa? Thế đến đây chúng ta có này, độ bất bão hòa này, chúng ta có NCO2 trừ N nước chia cho N cháy thì bằng K trừ 1 đúng không ạ? NCO2 là 0,7 trừ N nước 0,4 chia 0,1. 0,7 chứ 0,4 bằng 0,3 chứ 1 bằng 3. 3 bằng K trừ 1. Suy ra K bằng 4. Ok không ạ? K bằng 4. K của chúng ta bằng 4 rồi. Thế mà muối này là muối 2 chức. K bằng 4. Vậy chứng tỏ là nó chỉ có 2 chức thôi. Đúng không? Vậy thì muối chúng ta chắc chắn là gì ạ? Muối chúng ta chắc chắn là gì ạ? Căng thẳng phết nhỉ? Đây hai chức là bởi vì nhá. Đây đây. Bởi vì đầu tiên là hydro này. Nó bằng hydro này. Đúng chưa? Hydro này bằng hydro này nên suy ra trong muối này của chúng ta là không có. Muối này chúng ta không có hydro. Thế thì nếu mà muối mà có đơn chức ý, thì nó chỉ có thể là HCONa đúng không? Nên bắt buộc muối chúng ta phải hai chức trở lên đúng không? Hai chức trở lên thì nó mới có là trường hợp xấu nhất là CONa và CONa. Đúng không ạ? Thì nó mới là có không có hydro. Đấy, thế nên là chúng ta đặt cái trường hợp đầu tiên là muối có hai chức. Muối có hai chức thì suy ra E chúng ta có hai chức. Ok không ạ? Dễ hiểu lắm ạ. Để chúng ta tìm được K chúng ta bằng 4. Nhá. K chúng ta bằng 4 mà ancol chúng ta là ancol no đơn chức kế tiếp ạ. Thế vậy là K này bằng 4 thì nó đã có bao nhiêu ạ? K bằng 4 thì nó có là hai chức ở trong nhóm COO rồi. 2 pi trong nhóm COO rồi, vậy là còn phải 2 pi CC. 2PCC thì cháu này mới chỉ có là 2PCO thôi.
Vậy thêm được 2 pi cc là vậy nó chỉ có thể là cháu này ạ. Na này, C này, liên kết 3 này, C này, COONa, chỉ có thể là cháu này. Trông rất dị ạ, nhưng chắc chắn là nó ạ. Không có zero. Tổng cộng có 1 pi này, 2 3 4 pi này. Được không ạ? Và số mol của muối này bằng 0,1. Bởi vì từ E này ra được thằng này là 0,1. Số mol E là 0,1 mà. Ok chưa? Đến đây bây giờ chúng ta đi bảo toàn khối lượng nhá. Đến đây bây giờ chúng ta đi bảo toàn khối lượng là chúng ta tìm ra được khối lượng của thằng ăn côn. Bảo toàn khối lượng, mình có khối lượng của E đề bài cho ông ta là bằng bao nhiêu này? Khối lượng của E đề bài cho ông ta 15,6 cộng với khối lượng của Na mắt đây ạ, 0,24 nhân 40 bằng ạ khối lượng của ancol cộng với khối lượng T gồm muối ạ, muối đây biết rồi ạ, 0,1 nhân phân tử khối ạ, 67 nhân 2 cộng 24 bằng 158 cộng với Na mắt dư là 0,04 nhân 40. Vậy tới đây chúng ta tìm được mà ancol 15,6 cộng 0,24 nhân 40 trừ 0,1 nhân 158 trừ 0,04 nhân 40 bằng 7,8. Khối lượng của han côn bằng 7,8. Thế mà số mol của an côn, do đây là an côn đơn chức nên số mol an côn bằng số mol NaOH phản ứng bằng 0,2 mol. Được không ạ? Vậy hoàn toàn mình tìm được phân tử khối trung bình của an côn bằng 7,8 chia 0,2 chia 0,2 bằng 39. Ancol no đơn chức thì công thức tổng quát của nó là CnH2n cộng 2O bằng 39. Vậy đến đây mình tìm được N bằng 39 trừ 18 chia 14 bằng 1,5. Đề bài nó là đồng đẳng kế tiếp 1, 2 về một thằng là CH3OH, một thằng là C2H5OH. Thì bài học cái gì ấy? Tổng số nguyên tử có trong một phần tử Y. Y đây ạ. Ủa, suy Y căng phết nhỉ. Được chưa? Vậy chúng ta suy được X nhỏ nhất ạ. X nhỏ nhất, X là nhỏ nhất. Vậy X chúng ta là gì ạ? X là nhỏ nhất, nó là este đấy ạ. C C O O N A nối 3 C COO. À đây từ từ, không phải CONA. COCH3. CH3. Đây là x ạ. Y nhỏ hơn ạ. Y nhỏ hơn ạ thì nó sẽ là C nối 3 C COOCH3 COOC2H5. Đúng không ạ? Và Z to nhất ạ. C COO C2H5 COO C2H5. Được chưa? Đây, thỏa mãn đó. Đây là hỏi chúng ta là số phần số tổng số nguyên tử có trong một phần tử Y. Đây, tổng số nguyên tử có trong một phần tử Y đếm thôi. 3 cộng 1 là 4. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Đúng không ạ? 15 16 17 18 19. 14 cộng 5 là 19 mà. Vậy số nguyên tử có trong Y là 19. Đáp án đúng đáp án C. Các cháu thấy câu này có hay không? Câu này cực kỳ hay ạ. Một câu este khá là hay luôn. Ok, cảm ơn tất cả các cháu đã theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã share video này. Ok, xong ta 10 điểm để Phú Thọ. Các cháu thấy thế nào ạ? Cháu nào muốn đăng ký khóa học của chúng mình cùng với khóa bí kíp luyện đề cũng như tất cả các khóa luyện đề của chúng mình thì vui lòng inbox cho nick Facebook của chúng mình nhé. Cháu nào cần đề thì cũng inbox cho nick Facebook của chúng mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt các cháu ạ. Hẹn gặp lại các cháu vào các buổi học sau ạ. Bye bye.